Bro. Hot Charisma. Bro. Bro, chiều tao phải đi đến tận âm 1000 năm để bắt một con villager, tao chở nó mất 30 phút về đến đây. Học cái fucking form đéo hoạt động. Thế Ôi kiểu tôi quan đỡ ở nhà một quả gì đi chờ với giờ tao đang nhốt nó dưới nước của những cần nhà PK. Nhưng mà con đấy đặt con về rồi rõ. Tao chết được với nó vì nó không nghề rồi. Nhưng phải bắt mấy con chưa có nghề cơ thì mới làm sách mending được. Bắt mấy con vô nghiệp đấy. Cô đã đi chưa? Đã bố kiến chưa? Bố Như kiến chưa? khung đang dưới hàng mẹ buồn kèm lúc Hôm nay là ngày chủ bitch nhật tao. à, thế à? Ok. Thế đến đây rồi. Còn tao thì À đang rồi. xong với Under River, tao ngồi nói chuyện các bạn Mày luôn. mày giống sạc khi nhỉ? Anh ta là The Queen. Hôm Đó, qua tao với PK cosplay mấy thằng thì cái gì? Ugandan Knuckles. chúng mày thằng sát cả Ugandan cái làng Knuckles tại đấy. sao lại có? The mày là Queen, Queen. I am The Queen. I am The Queen. Chúng mày tàn sát cả cái làng đấy. Lẽ là hôm nay tao có thể lấy Tao hiệp villager sĩ từ nó. mày, Nhưng tao hiệp sĩ tao phải ship mày à? mà Xin với simp. simp. Chúng ta đi chưa? Chúng ta đi nào? Bro, Hôm nay hay là chúng tôi cái sẽ nhưng mà làm việc gì? tao cái ngựa mày à? Nào Ba nào lại nào đi yên. tao not Sao today. mà mày xem một quà chưa? Cái gì? Học quả toàn fucking peco carrot. Hobo hobo hobo. Yes. Bộ mày nghe thấy mẹ masterpiece sao chưa? Ra cái cây đi. Tao bấm rồi, tao bấm Nghe thử từ rồi. nãy rồi. Người ta nghe Yeah. thấy mẹ 12 stack vàng của tao biến mất rồi. Vừa đây mẹ anh lớn lắm thế. Thằng thầy nó cứ spam ấy. Ê, nhưng mà cái hộp quà này ai đặt vậy? Đen Không nổi làm sao mày nhìn làm sao mày biết Noi à, nổi đen này, thank you bảy boy, được về. ok tao sẽ Mày nhìn lấy cái vài cúp cái tao cầm đi. Mày nhìn cái bảy cúp bảy tao à cầm đi. Tao đó cầm rồi về, xong tao rồi lấy ở trong đấy đâu mày. sao mày cái cúp đẹp thế? Cúp được Trong của đây tao. cứ biết Bro, của tao gì cúp hay nhất rồi. bro cúp. Thôi mày giữ cúp đi cũng được. Giữ cúp đi. Hả? Giữ cúp đi Vũ. Tại sao chúng mày gọi cái cuốc là cái cúp? Why? Cái gì cơ Không biết. sở mà Đấy. Nghe mày giữ đi. Yeah. Chúng mày lại gọi nó là cái cúp? Nó cái cốt mà. Vì nó là cái cúp ở thì Đúng nó rồi, là cái cái cốt mà bro. Cốt. người ta gọi là cúp bro, chúng ta gọi Bro. tao Chúng gọi ta cái đấy là cúp, why? tao gọi đây từ cúp từ cấp 2 rồi bro. What Wow. Mẹ do tiếng Việt is inaccurate. fuck. Ok ok Bro, tao để quên mấy quả trứng rùa cái farm cũ rồi. Thì đâu, tao cái cuốc siêu touch của tao vỡ mẹ rồi. Bây giờ tao đéo siêu touch để lấy lại cái đống trứng rùa ấy nữa. Chắc tao sẽ phải steal cái cuốc của mày. Nhớ để nó trong rương nhé, đừng để trong inventory. Kiểu lúc nào tao vào tao sẽ steal nó và lấy lại đống trứng rùa của tao. Yeah, nhưng mà bạn kiếm cái sách unbreaking cho tao đi, để tao cần cái sách đấy. Yeah, tao cũng đọc mãi đéo ra Unbreaking ấy mẹ cậu ấy mà chạy mua Unbreaking thấp cũng được, mà bạn ghép dần lên. dần lên chứ mẹ tao đọc mãi mà không thấy Unbreaking đâu cậu Mày ơi. bảo mày giàu mà sao mà mày không mua? Tôi lười vậy. Tôi rất lười. Fuck Yeah, hôm qua tao mua nó làm quả 4 quyển Mending của Nick Corey for no reason. Tao để 2 quyển trong rương ấy. Tao để vào cái mũ của tao có này thể Night Vision tiện nữa ấy. Có thể làm mọi thứ kiểu lúc nào cũng là ban ngày ấy. Tiện mà đúng bố em thì mẹ. Bố mày không đấm mày. Mày chơi muộn đấy. hả? Bây giờ mày được chơi muộn ở nhà Vũ. I have the same question for you, À, bố mẹ tao ngủ sớm, dặn là bố mẹ tao ngủ sớm nên mày. Không ai đợi. là tao không muộn được. Vãi mày chơi chui. Nói Chơi chung là mày chơi chui. chui. Ok. Ê, nhưng mà sao tao không tạo được cái yên ngựa bọn mày? Yên Không ngựa chỉ kiếm lại yên bằng ngựa. đâu. Yeah, Đây không chỉ. grab được. Cái đấy không grab được bro. Mẹ nhà mình có yên là ngựa nhưng mà đéo có cái yên ngựa nào.
Mày đi fucking mô kè nó đi chết đi vào cái xe ngu mày. Sao mày không đi thấy nữa à? Nhưng mà nó sụp quanh nhiều. Có ai đấy thôi. Sao chúng mày không đi bộ kèn bên trên, mẹ tìm mấy cái à không nhớ đi bộ kèn bên trên chán lắm, chả có mẹ gì nhặt cả toàn mấy con villager rồi giết chúng nó. Chúng ta chán đi rồi. Chưa? Chúng ta đi chưa? Thì tôi đi đầu từ nãy giờ rồi. Yeah, đi thôi. Let's go. À, bạn đi. À, hy vọng các bạn không chết dưới đấy. Oh, mày đi đi hết đi rồi gần bè đi nữa hả? Mày đâu rồi? Tao đang dưới lòng sông ở somewhere tao chả biết là ở đâu. Tao ở tận âm 900X với lại 7 dương 700Z cơ. Sport. Về nhà đi bro. Bro mày sau này ông muốn lên được dòng sông. Tao xây dở. Tao xây dở cái form thứ hai. Tôi về đi từ trước cái chỗ của Jack Ke mày vào làm nhiều thứ mà sống đấy cũng được. À yeah. Right. Mà cái hang nó to ở đấy. Đêm nay chúng ta sẽ ném vũ dầu. Thế là mục tiêu chúng ta. Tao sẽ head back. Mình đi về. Giờ chắc sẽ mất 5 phút rồi tao về nhà. Bọn mày đi xuống hang rồi à? Cái hang gần đây. Oh fuck, that's water down here. Cái hang dưới nhà của bọn tao thì gần như tao có đi xuống cái khám phá trong sờ mờ và tao biết là bên trên nhiều thứ với đồ đúng không? Vậy chỉ là các bạn đéo nhìn thấy con cạc thì bên trên đấy thôi. Vậy sao bọn mày có thể đi vào đi ra cái hang mà không bị lạc? Chúng mày giỏi vậy. Tao đi mấy lần tao lạc rồi xong tao nhớ đường. Yeah. Ai cũng làm mà. Nhưng mà bọn ta đi quá nhiều mà tao nhớ. Just get good bro, get good. À, nhưng mà bây giờ cái hàng gì đèo nhỉ? Cái tao thích không cái mày xuống đâu rồi? À, chưa, đợi tao tí, tao phải lấy bóp hộp. Đợi tí đi. Để lâm á. Sao mày chưa? Sao mày chưa enchant đồ mày là cool? Mày sẽ enchant đồ. Không biết tại sao lại mặc đồ sắt nữa. Nó có Death Wish cho em mày ấy đúng không? Nó mặc cái đồ kim cương là ồ, tụi kiếm đéo thì ngon thế. What the fuck? Holy shit, mẹ. Mẹ cái cung của nó cũng ngoan vãi luôn mất. Ờ cái cung Infinity. Ôi mẹ cái kéo gì thế. Damn. Nhưng mà fucking mẹ mày armor của nó lại suck. For some reason. I'm so no thôi. Tao chỉ có cái này thôi, tao đã cho mày xem. Let's stick. Mẹ cái pickaxe ở mấy cái đấy lấy achievement đi. Mẹ vẫn chưa biết long rồi. Tao phải biết lo anh. Mày ngồi biết lo chứ cái kiếm mà nó đéo hiểu. Tao ngồi biết lo kiếm mà tao. Phải là dùng. Why? Chờ vui. One question, we born, why? We are born in the of the calm, big man by the calm, undone by the calm. Our eyes are yet to open, fear the old calm. Ok, bây giờ tao sẽ di chuyển như bữa Enderman về nhà, đợi nó 5 phút đi. Tao mong. Nhìn đâu ba cái đống này trong 2 giây này. Đem giờ tao còn có nhiều hơn 1000 tiền, tao muốn 3 cái hopper rồi. Thân đồ bao ở ngoài đâu. Đây này. Bro, mày vẫn chưa có unbreaking à? Chưa, tôi vẫn chưa có unbreaking. Bro, mày thể mua không hả? Mày ta tưởng hết là chạy nhanh hơn thôi. Không, hết là spawn nhanh ở đây, kiểu gỗ hay là đập đá hả? Cái mẹ gì cũng nhanh ở đây. Tao có hết okay. Trên cái rìu, à trên cái rìu, trên cái cuốc của tao. Kiểu nó... nó làm mọi thứ nhanh hơn ấy. Thế là hỏi mô phát là nếu mà cháy nó có giảm độ bền dép không nhỉ? Có, nó giảm rất nhiều. Thế ok. Nếu mày có fire protection nó cũng giảm. Nó giảm nhiều quá ha. Kiểu như nó tránh ra nó. Hai món của tao có fire protection. Vậy tao phải lên tao lấy cái... kiểu landing trên cái giày rồi. Tại cái giày mẹ nó có Death Rider với lại Behop với lại cái mẹ ấy nữa nhỉ. Đáng nhớ. Behop không chịu ấy này. Nhưng mà... tao... là tao di chuyển nhanh hơn. Ui tìm kiểu thằng nào mình chiếm to đấy. What the fuck. Ừ, thằng nào gỗ bảo là phím là to ở này. Nghe nó. Đi chơi tao đeo tay nghe nó ngay sát tai tao. Đúng rồi. Nên rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. À cái này Blue Switch của thằng đất ra như vậy. Blue Switch của thằng đất ra như vậy. Vậy Blue Switch của thằng đất to vậy gì. Đây là tinh đéo đi. Sao vậy dùng Blue Switch. Vì gõ nó vui tay sao nữa, gõ nó kiểu cảm giác sướng tay rồi không làm thấy thế, không gõ nét không thấy sướng tay à? Vì cái giá là đi mẹo mày bị earrape mỗi ngày mà. Tao đeo tai nghe mà, chỉ là khi mà bỏ tai nghe thì tao hối hận thôi, nhưng mà lúc tao đeo tai nghe thì tao thấy nó vui hơn, gõ sướng tay ấy.
Bro, về đánh vang ở nhà, đúng rồi. Rồi, nhà tao xây mới rồi, tao phòng riêng ở trên tầng 2 rồi, nó không ảnh hưởng đến ai cả. Ok, lợi ích của người xấu, thế là lợi ích của người xấu. Lợi ích của một cái phòng ấy, nếu không thì ở phòng cũ thì chắc là đéo dám dùng cái này đâu. Everyone sẽ đấm chết tao mất. Tao fuck đã hết ammo. Sao mày đi lâu đấy, Hà Lâm, mày về chưa? Tao cách nhà hơn 1000 block mà, wait bro, wait. I can't rush this safe. Tao cách nhà hơn 1000 block, tao teleport 100 block mỗi phát mà, còn chưa đến nơi. Phải đi, phải có quả cung teleport, bác sĩ. Nhiều quả, mày ăn đồ bầu, tao cứ teleport everywhere, chỉ sợ rơi hố thôi. Chưa sợ lắm. Chào các bạn không chơi nữa à, tao để bẻ có tìm bên người hướng nữa mà. Chắc là này Christmas, ai cũng cần go fuck or do something else. Thì tại sao các bạn không đi chơi người yêu rồi về trong đây hả? Yeah, it's fucking Christmas mà, chắc là bạn đang in motel or some shit rồi. Motel thì để ăn đứa người tiêu Giáng sinh. Mày hả? Quán tao đông ấy luôn à. Oh shit, tao bay xuống hố nước. Nhưng mà thề, hai lần tao bị creeper nổ, tao về nhà rồi, tao thấy cái cột lửa rồi. Ok, em tập trung ở trên nhà đi bạn, các bạn. I'm heading home, wait, getting a bit lost. Tập trung ở trên đi. Nhà đâu nhỉ, sao tao không thấy ngọn núi thường ngày. À, bây giờ thằng PK nó cho sắt, nó không phải lạm phát đâu rồi, mẹ có thể bán thoải mái. À, ok. À, thế à? Ừ, và sao tao thấy cái trang kiểu ô đấy nó ít đi. Open market nó còn đổi đi về Asian debris với lại diamond. Ừ, diamond còn 200 đô. Mấy 6 cục mới được 4. À, 4 cục được là được 1 ô. 2 ô mới trên nổi một cái kiếm. Ai bao nhiêu mới được cái cục? Cục nào? Ờ, thì 12 cục. Anh, vẹt cục đấy. 12 đâu rồi Lâm, mày tao tưởng mày về nhà rồi. Sao tao về nhà nhưng mà tao không tìm ngọn núi gần nhà đâu, tao đến spawn mới đúng, nhưng tao không tìm ngọn núi. Mày bắn cái đéo gì vui. Tao không tìm ngọn núi nhà mình đâu cả, fuck. Ngọn núi nhà mình nó thường ngày tao chuyển đến nhà tao thấy ngọn núi. Tao để render cao hơn bình thường mà tao không tìm ngọn núi nhà mình đâu, thế này à? Thằng giết gà, bạn bè, mày đang ở sẵn cho đàn gì? Mày giết nó à Vũ? Hả? Mày giết nó à? Tao chịu tên mà. Đâu, đi về một kẻ... Một kẻ okay. Hành giả được. Ở bên đây tao thấy một chó Lâm rồi. Yeah, I'm back. Lâm. Lâm đây, Lâm vừa. Lâm đang có một số đích. À, chúng mày á, giờ tao làm sẵn hẳn 4 stack đúc rồi. Ừ, okay. Từ tao cần vất xong 4 stack mà sao đủ được. Em mang sát đi bro, mang sát đi, sát đi, mang cái đen. Mang cái đen. Tao mới sát, chắc là xuống nước nóng sát rồi, từ giờ vất bớt rác vào trong đĩa. Ờ, vậy thì tao. Tao thiếu sát nha. Ờ, tao có nhiều sát không? No worries, đâu thiếu được. Hôm nay tao vừa bán 20 cục. 20 sao bán sắt rẻ với rồi, để dùng có phải tiện không? Who the fuck tiện. Bán sắt rồi. Để off cái bầu của tao nữa. À, mẹ là... Mẹ tuần sau mới có fucking... Nether, ừ. Bây giờ ông muốn vào nhà tờ nó rồi, ở thế giới này tao đã buông được hầu hết là mọi sinh vật rồi. Thế các bạn mang gỗ đi, mang gỗ đi. Chị là tao xem là à, không, ở cạnh cái cây to đùng ấy có một stack gỗ real ấy, lấy đi bro. Tao chặt cho tao nhét đấy, tao dùng xui xui để chặt ấy. Ok, tao sẽ mang hai stack gỗ. Ok, tao đang bằng một tấm thân. mày OP, mày đi khai khoáng. Dạ, tao cũng everything. Tao có Night Vision, tao sẽ chỉ điểm diamond trên trần nhà hơn cả cái đó cho các bạn. No worry. 12 cục than. Có con skeleton. Why? Đi nào. Chỗ của Jack K mà còn nhớ không? Dạ, tao lưu lại code rồi.
nó sẽ đi nào. Bơi cũng mất một từ để nó tìm lại cốt. Let me see the fucking cave. Yeah, found it. Dương 800X với dương 220Z. Dương 800X, dương 220Z. Ghi lại đi bro, tao đéo muốn xem lại đâu. Thằng nào ghi vào chat đi. Tao tao đéo nhìn thấy cái bệnh phí đâu đâu. Tối vậy mà. 8, thế đéo gì? 8, 5, 6 và 220. Yep. Đi nào, đi nào, đi nào. Let's go. Let's go. Someone, à, tao cũng mang, tao mang bố rồi, no worries. Ai dẫn đường nào, ai dẫn đường đi. Yeah, tao. Let's go, tao sẽ dẫn đường. Ok, well, catch you up. Adios. Ê, đi chậm thôi, cứ bình tĩnh. Adios. Bộ máy xuống nhá. Tao đến village rồi. Ê, Vũ ơi, đi theo Teo này. Hải toàn tôi rồi, hải toàn tôi rồi. Ừ, anh Vũ xuống đây. Bê, xuống đồ mát. Anh Vũ xuống đây khác đéo rồi, suicide chung. Ý, chúng ta bảo kê Vũ mà. Thế à? Tao, yeah, hopefully. Hôm qua xuống đây là tao có thêm 3 hot rồi. Ôi, không. Mày đâu rồi hả? Tao đi phá. Xuống rồi. Đời ông Vũ. Xuống quê. Có phải đéo biên cương không? Đi mai nó. Mày đi đéo nữa. Ừ, đi hàng rồi. Không, mà thôi đi hàng khác mà. Ừ, hôm nay bọn ta đi ăn khác. Mày không nói. Bro, bọn ta nói thì nãy giờ mà bro. What? Mày xuống hàng kia đi. You fuck. Get the fuck back up. Bọn ta là spawn. Chờ hải đi. Yeah, wait for the... What the dumb fuck? Ta đang đi bỗng nhiên ta thấy than thế à? Ta phải đào. Đúng rồi. We have... Chúng ta quá nhiều than rồi mà. No need bro. Quá nhiều than rồi bro. Bao nhiêu? Tao có một stack của một block than. Ok. Một stack của một block than rồi, không phải là xuống lên nước rồi. Understandable, have a great day. Mẹ, nhưng mà tao fortune thì đã khác. Tao có fortune này. Tao đã có vài ô, tao cũng được chắc, stack. Chắc tao phải tích, tao phải mua thêm cái fortune nữa. Đẹp mẹ quá, beginner lắp đập cho mạnh hay đập cho tao kiểu cải thiện cuộc sống hơn. Ê, anh vậy là chúng ta OP nhờ hai quả win đi đờ lắc không mày? Kiểu hai cái không phải luôn. Cái cúp gì của mày đâu? Cúp gì bro? Cái cúp fucking... Ok ok, đi nào cúp fucking tunnel ấy. Nó đang cầm. Ừ, ta đang cầm mà. Tại sao lúc ấy mày đào, tại sao lúc ấy mày đào mày dùng cái cúp bình thường? Để nó không phá everything xung quanh. Yeah. Mà cú này cú tàn nồi nhưng mà cái đấy này không nhận vì lý do gì đó mẹ. Chứ không phải tao có dùng cú tàn nồi đấy. Cái vũ gì đâu, không vũ đâu, vũ đâu. À, đấy, vũ đi. Đi chậm thôi, đi chậm thôi, đi chậm thôi. Trời, vũ. À, tao có. Đi ăn đi, tao đuổi theo được à. Bunny hop có là tao nhảy đủ bunny nhanh chứ mày không? Không, bunny hop. Mày có son, mày có sonic không ấy? À. Không có sonic, tao... Tao đập nhiều cái thôi. Đập nhiều cái còn dày quá rồi bây giờ thêm em một cái trước bao nhiêu hiệu ứng tao có 6 cái rồi nhà quá đấy nhà quá thằng họ chụp chụp đấy à ông ấy cái ông mới ông Trung Kiên nhà Trung Kiên nhầm nhà như kiểu chụp một cột vậy ê mẹ nhà PK Trung hoành tráng quá ông đem các bạn mất công 2 ngày rồi xây mà trong khi nhà mình một thì vẽ một cái hang sống trong một cái hang mà nó không phải đúng không sống trong một cái hang tao bỏ chúng ta sắp phải rời đến đó sống là nha rồi các thứ là tìm được đồ để xây nhà rồi tao giờ cái gì để xây nhà what the fuck tao sẽ không được tao không được một cái mẹ đâu cần mấy cái block tao cần mấy cái block trong đấy mày muốn gỗ xanh á ok let's go chúng ta mua được quát mà chúng ta mua được thì vẽ mày thạch anh mà chúng mày đâu mất rồi. Tao còn mỗi anh cũng chạy theo tao chứ mày biết mất mẹ ơi. Tao theo cung thì tao mày. Tao theo cung thì tao mày. Tao theo đi đúng rồi. Tao bơi. Tao vừa chạy trên hải toạc mà sao giờ ra anh đâm bóng. Tao chuyển xuống bơi ở nó. Thằng nào cầm thuyền à? Tao cầm được đó. Có. Tao cầm cầu thuyền. Ok. Thế là đủ quân số rồi. Yeah yeah. Let's go. Let's go. Khoảng cỡ 7-800 block thì anh nữa đến đâu. We still.
Set the fuck còn là ai đó. Ok, ta sẽ đi. Ta sẽ đi cái này. Thằng nào nên tốt theo ấy. Quyết định nhanh lên. Fuck. Ok. Go. Chúng ta đi nào. Chúng ta đi thằng nào. Thằng nào gửi lại cái khốt rồi. Chúng ai thì chúng. Đâu vậy mày đừng nào thế luôn. Tại sao mà chúng được. Chúng ta hướng hướng nào ấy. Tao đang cố navigate cho nó gửi lại cái cốt lên chat đi. Dạ tiếp thôi, tiếp thôi. Đã mất đéo đâu, đuối. Tao không bật được chat, fuck. Thằng giữ W rồi, sao bật chat được. Tao không bật được chat đéo đâu. Thì thằng nào đó chat đi, fuck. Mày cung. You lazy fuck. Cái gì âm, à không, 800. Dạ. 8, 5, 6, 2, 2, 10. Ok. Cái gì vậy, bro? Sick. Hãy nhớ là tao đang điêu cái này nãy. Ở gần đấy có cái miêu bao nhiêu mình nhá. Thấy nhớ né là không lại phải sẽ thảm kịch như hôm đó. Mỗi vũ chết, mỗi vũ có thể chết thôi, chúng ta chết rồi đấy. Ông cặc thì mấy con đấy khỏe. Sao mày nói như thế là sao mà? Đi rất sát, bọn tao đã chứng kiến cảnh tượng hai hàng chết với rất sát ở đấy rồi đấy. Đầu của khu vỡ là nằm dưới đáy ấy. À, bài học. Đúng rồi. Bài học vô giá ơi, có cái để lút ở nhiều fuck that. Tao không nhớ hồi được cái gì mà có một thứ giá trị trong đấy mà tao quên mất rồi. Bài thứ hai chuyện như... Này. Ai đó đã chết trong đây. Yeah, Jacka chết xong rồi Jacka phổ cứu. Để xuống nó scout trước rồi chung mày bơi theo nhé. Không chết đuối mẹ dưới rồi. 800 bao nhiêu á? 856 856 Ok. Mày nghe đúng không? Không đúng đúng đúng. Nghe nó chỉ có một cái hô béo vậy không? Tao đào để chui lên thôi. Quá ok. Để xuống scout. À đây tao found it. Come. Đâu xuống đâu. Ngay chỗ tao. Mày bơi đâu. Dạ, yeah, vô hay xuống nhanh để biết cái hố ở đâu, xuống cái hố này, hia. Đi từ đi lên, tao lấy quyết cả. Tôi chờ tí, fuck. Tao phải lên. Cắm xuống dưới, cắm xuống. Xuống cẩn thận nha, tao xuống tao không đéo cắm đuốc luôn, nên là nhiều mob lắm ấy. Anh Vũ xuống, anh Vũ ơi, chết rồi. Quay có cái đồ ăn, quay có cái đồ ăn, tôi chết. Tao có iron. Ok, ta thấy ý ào nhưng mà không thấy gì. Cần gỗ hả? À, cần cửa cơ. Ở đây. Ôi, chúng mày bị... Thôi, chết đuối à? Anh Vũ chết đuối kìa à. Mẹ. Cửa? Tao có gì nhỉ? Tao trong cái trap door được không? Đây, ta nèm cửa cho. Ồ. Hello, mẹ. Tao cắt nước rồi, cẩn thận nhé. Hello, my queen. À, yeah. Oh no. Cắt nước, xin lỗi, để đổ lại. Bạn cái chắc nó ở đấy, không mất mẹ nước rồi. Bro, ui sao các bạn đào xuống sâu thế. Nè, tí nữa tao ngã rồi, khoảng không vô tận đấy bạn. Ôi, để tao đặt lại nước, wait. Có nước chưa, dưới có nước chưa? Dạ, yeah, dưới có nước rồi. Ok, đặt cái chóp đo xong ở đấy mất mẹ nước, xin lỗi. Lê con. Vũ xuống đi nha, Vũ. Xuống sâu hết mức nha, đừng rẽ ở đây nha, rẽ ở đây là lạc ấy. Vũ ơi, xuống đi nha, Vũ ơi. Vũ đâu rồi? Ôi, tao đây không chết rồi. Vãi lên trên. Tao bị đứng đầu cát rồi mày ơi. Sao mày Vũ sẽ chết? Không đâu, Vũ ơi, tao đến với mày đây. Ai đó để mua ammo. Oh no. Tao có một sợi tách này. Bây giờ tí đáp cho tao. Tao đang đi slay bọn. Tao biết lỗ rồi nhưng mà bản tím nhà tao nó bị liệt. Nút W nên tao khó di chuyển nhanh lắm. Không bơi nhanh được. Ship cái gì chuyện nhanh nhá. Aaaa chạy xuống mày cắm đuốc đi. Tao chỉ đi slay đầu buổi kia thôi. Còn lười á. Tao cắm đuốc không? Tao đâu cần fucking đuốc đâu. Để cái hàng cỏ chúng mày còn lấy vàng. Thôi nhiều vàng nữa rồi. Tao vừa đèo sạch rồi nha. Không hết rồi, nhiều lắm. Tao see them everywhere mà. Chả đâu mày, đâu mày. Ra đây tao vất mày cung à. Tao đây. Đây. Chúng ta chờ Vũ xuống rồi hả? Thì không nè. Vũ sẽ chết trong đấy, for sure. Ê, Vũ đây rồi. Ê, quay lại Vũ ơi. Chúng ta nghe làm sao mày này. Ê, đi cắm đuốc đi nhá. Ow. Ui. Không thể đâu chết đâu, có fucking protection. Còn chưa mất máu nào.
Ta là một thằng phải cảm giác bình thường, cảm giác cũng cơ bình thường. Mày có thể, mày có thể nhờ tao in chan mà tao sẽ lại câu fuck xong cáo với in chan như mày. Ê Vũ, mày cầm đứa không Vũ? Cắm xung quanh này. À, có. Cắm, cắm xung quanh, cắm xung quanh. Thằng nào fuck con kia đi. Sao mày lấy kiếm kim cương đâu ra vậy hả Vũ? What the fuck? Nó kiếm kim cương tao đào mà. Tao đào được hai viên kim cương. Anh VIP. VIP bro. VIP bro kìa. Không có sao nổi chết rồi. Chết rồi, tao bắn rồi. Tao chán rồi, tao chán rồi. Mày đào được ở đâu mà? Phải đi. Anh Vũ đào dưới nhà tao. Anh Vũ naked. You good hả? You good? Hả? Hả? Nó bắn nhau rồi. Lợi chiến. Lợi chiến. Đây à, có cút của bạn mắc, mắc ngon Vũ ạ. Dạ. Thằng nào bắn chụp nhiều kia rồi. Hả? Xin lỗi. Bắn chụp. Tuy nhiên một thằng tìm được cái hang này giỏi đấy. Giờ ông nào chết ở giữa biển thì đéo hiểu tại sao tìm được cái hang này luôn. To vậy. Giờ nhưng mà nhiều có vẻ peak nó. Sao đi thấy kim cương bên trên bề mặt rồi. Ơ thằng nào xây nhà trong đây à? Sao tôi thấy mẹ quả gì? Ông thấy rồi, có cái quả công trình ở kia. Chắc ông ấy định xây nhà ông đây thật hay sao ấy. Không chết lại trong đây. Xây đang xây nhà lắm. Cô cần quýt vào trên đầu đi, chúng mà cẩn thận, death from above nhé. Yeah. Thẻ nhiều quýt vào bên trên đấy. Phải chạy qua mấy cột cẩn thận đấy. Em sẽ cắm, hay, à đúng rồi, chỗ này là cái mine shaft rồi nè. Mine shaft? Ừ, đúng rồi, mine shaft. Ui, mà sao giàu quá ấy, lắm diamond mà, thề. This is mine now. diamond, come. Đâu. Ôi, cứ để tao tìm mẹ ăn gì đi. Cứ để tao xuống tí về. Xong rồi tí về chúng ta mẹ ăn gì. Thằng nào bị nổ ấy. Không ai bị nổ cả. Nghe tôi nổ. Bây giờ tôi ngủ mới kìa. Yeah, I hear. Đâu kim cương, à đây kim cương đây. Yeah, up there. Ê đây như kiểu cái mỏ than đúng không mày? Mỏ mọi thứ ấy, kiểu nó tự spawn ấy, không phải mỏ người đào. Dạ, tất cả cái thằng nào xây mẹ anh xây nhà. Ôi tao tụi thằng nào. Ê nhưng mà tao nghĩ kiểu nhà đi, hốt khó. Ê kiểu cái này nó có mấy cái tip để tìm mấy cái này hay sao mày nhỉ? Thế? Ừ, biết như thế. Có nhiều quá rồi đấy. Nhiều rồi, no one even give a fuck. Ở trong đây kiểu gì có spawn rồi các bạn. Để tìm. Yeah. Sông hải sẽ đập phát nữa. Để có đi không? Một cái mày... quay lại cái chỗ nữa, mày đào vào một cục nữa mà. Cục nữa. Mày thiếu rồi. Bộ mày chỉ đào kim cương thôi, mày đào thiếu à? Quỷ. Tôi xin lỗi. Fuck you. Fuck you. Tôi xin lỗi. You fucking lie. Tôi xin lỗi các bạn. Mẹ mày ở đây chỉ đào kim cương thôi mà. Có kim cương. Thế... Không phải cái cục đờm đó gì ấy mày. Ừ đấy, cục rêu mọc trên đá trông giống kim cương còn thề. Có lừa, tại lừa mấy lần liền. Lừa. Tao cũng bị lừa mấy lần rồi anh Lâm ạ, à. Mẹ. Ui con zombie rắc lưới này. Ừ giờ lùi lại đây anh Vũ, để tao để ông bon cơ. Đừng. Đâu chỗ nào tao quên mẹ cái chỗ nó. Đây. Yeah. Yeah, tốt rồi anh Vũ, cẩn thận thấy Creeper sủi đi nha, đừng bắn nhau Creeper, không thắng đâu. Đi cắm nước đi anh Vũ, có nước không? Ta đáp nước chưa? Đã sao rồi, sao lưng anh Vũ, sao lưng, hai con. Sao lưng kìa? Peke nớp tăng nổ ạ. Như peke nớp tăng nổ ạ. Nớp tăng nổ ạ? Ừ, ta đèo đéo được tăng nổ rồi. Đức. Fuck. Mày thăng nổ mày mấy mà? Ừ, ba, mất rồi. Nó không cho tao nổ rồi, chơi can nớp rồi. Chơi can nớp rồi, nớp rồi đấy mà. Ừ, hôm qua bỏ nớp rồi. Hả? Có như phải spawn rồi không mày? Không. Không ở đâu. Thằng nào trap anh Vũ đi. Nghĩ con này. Từ đợi để trap anh Vũ. Chi... Hà sa gì? Chết tao thì ông thú nha. Cứ chết rồi anh Vũ, không ai cần anh cả. Nó sắp chết rồi. Cái cục kia cái gì kìa? Spawn rồi. Đào nhá. Để xem ta đèo có sô tắt được không? Đéo được. Nó không chua. Cái dèm này là đâu? Là sao?
bánh mì. Không phải. À, nó không chua, nó không chua, ta siêu touch rồi mày. Không chua siêu touch, à, dạ. Bội chứ. Em mày. À không, nó không cho tôi siêu tắt cái đấy, cái spawner ấy. Thế là không bao giờ trả được spawner nữa. Yeah. Fuck that. Fuck you pig. Là lại acquiring a player hết á. Tao có amber gem này. Là cái miệng. Cái chỗ sống ở trong đây nó có tác dụng gì không? Hay là bỏ đi thôi? Cái gì đó? Thuốc súng ấy. Thuốc súng có lấy cái tích chữ đi bro. Tôi sẽ cần chết mất. Ok đi tiếp nào. Nhớ đừng lạc nhé, lạc trong đây có những chết ấy. À đúng rồi, ai nhớ tọa độ gì đi. Tọa độ gì? Nhớ tọa độ cửa ra đi chứ, không ý lạc thì toàn đảo là... xuyết hóp. À không, nhưng mà đéo thân hồ nữa. Bắt là cái chỗ đấy mày. Dạ, nó có cột nước ở đây khá dễ tìm mà. Thì 808 đâu, 856 mà 856 hay 20. Ok. Ủa sao cái này hết quá thế. Ôi hết ao được cái này ở đây như giống ở Diamond. Cùng chít rồi. Giữa đây có đường đi tiếp này mày. Diamond. Fuck. Mày tao vừa dùng nhầm bow để bắn Creeper. Tao dùng Creeper. Tao dùng Ender bow để bắn Creeper. Fuck sake. Creeper nó vừa nổ ngay trước mặt tao, tao mất hai cục máu. We're too strong for this shit now. Vậy sao có lúc tự nhiên tao thấy thằng bọn Headhunter nó full đồ Netherite mà nổ phát như chết, chết luôn mà. Ngày cạnh. Dinh nước mà. Ngày cạnh. Không phải tại fucking Muta ấy. Ở dưới có nhiều Creeper ấy, còn tao đi cắm nước đi. Anh Vũ cắm nước rồi, anh Vũ ơi đừng bong chúa, ở đây nhiều Creeper ấy. Yên tâm tao sẽ không chết rồi. Mấy đâu. Cái tên lửa tao có tạo ra ánh sáng không? Có. Một chút. Yeah, có mà. Ta chơi Optifine, ta thấy mọi thứ sáng. Yeah, that's good. Ủa, mình trên cái bàn cứ chơi nhé. Đừng có lên fuck với chúng nó. Ê, anh Vũ ơi, trên nó Creeper ấy. Còn nữa ấy, đừng fuck với chúng nó. À, rồi, hết rồi, tao bom. Ui, thì vẻ nẹ tăm đầu đéo dùng được cái nhỉ. À, đéo dùng được à? Ừ. Nhưng mà at least siêu touch vẫn làm được gì đó. Yeah. Yeah. Vẫn còn instant mine luôn, chỉ là không còn bao nữa rồi luôn. Yeah, nhưng mà ta đã display thì nó không instant mine được, vì display nó cứng mà. Vậy, lại còn vậy nữa. Ừ, vậy nước. Nước quá rồi. Chứ đèo đá thì ta vẫn instant mine mà, thấy nước. Nhưng mà ở đây toàn display mà bây giờ hang toàn ở dưới display chứ không phải ở đá bình thường đâu. Ừ, thì okay, phát là ban đầu đổi sang display mà. 118 bản display mà. Các bạn đâu rồi? Tao nghe anh Vũ ở cái đoạn... Tao nghe tiếng thằng nào cần rồi. Tao lấy tên mẹ này. Dạ, ngay đây này. Hết ra phía kia kiểu nó trống hơn rồi nữa. Sao còn đài á? Ở bên trên có nhiều zombie ở trên với trái. Fucking left. Mẹ của Nightingale ngồi... Ngồi spot địch luôn. Sợ. Thầy tao nhìn mọi thứ rồi. Solo lùi lại con Creeper trên đấy nó sẽ làm quả mẹ ơi. Chết phòng bóp ấy. What the fuck, nó vừa lát xong mà tao thấy tự nhiên tiếp bên dưới em có một đống. Tao chỉ thấy bedrock cái gì. Ừ, kiểu thì giả nó cũng giật lát cái xong mà tao nhìn thấy phía đây có cái gì ấy. Nhưng mà không biết nó có phải thật không cơ. Kiểu nếu tao mine vậy nó hiện lên fucking diamond sau ấy nó biến mất. Tao mine xung quanh đấy mà không tìm thấy đâu rồi. Có nghĩa nó chỉ là bluff thôi. Nó chỉ là ảo ảnh khi mà em mine quá nhiều. Sáng ấy. Bị sai khí ra lên sàn bình hầm. Ok, let's go. Nhớ không biết không tìm bừa một hướng mà đào đi xung quanh làm gì ra nhiều diamond nữa. Có bro, mẹ qua pick nó đào một stack ở bên trên này mà không đào, nó chỉ đi vòng quanh thôi. Qua tao đào được hai mấy cục chỉ bên trên bề mặt đó. Có creeper trên kia, be careful. I missed the thing bên tránh xa cột bên trái sát tường. Tôi có con vàng không nhỉ? Oh fuck. Ủa sao ta bị jump scare? Cái chồng hẹp. Cái hẹp nhìn vàng không? Nhìn to ấy, nhìn xuống mắt ấy. Tao ho vãi hồn mà. Dạ yeah, chú. Mày phải có fucking mày night vision rồi mày thấy cái hàng nó fucking huge. Điểm, ừ, à.
Oh fuck. Bắn nhầm cung, xin lỗi, nhầm cung. Toàn dùng Ender Bow là bắn chết thôi đâu mày, đã chết sớm luôn. Thầy. Cái hang này mà đi mai một mình rất là khó nhỉ. Không, mà mình ở đây không được, vũ qua tôi mình ở đây tôi kiếm mấy cục kim cương một kiểu đánh nhau chúng nó mệt vậy. Đánh nhau chúng nó không nữa, không làm được gì nữa rồi. Cầm được đi, cầm được đi. No diamond scene. Toàn iron, gold với lại lapis rồi. Con zombie kìa. Thằng nào chạy đi con fucking skeleton nó mặc full Gucci. Ôi điem. Fully equipped. Cả tao đánh chúng hỏi nhất cung. Ok, tao hết rồi. Chém chết mẹ đi. Mua tên, ta phải mua tên rồi. Mua đi rẻ luôn rồi, chỉ không có thời gian để mua chứ rẻ luôn. Cái gì ấy? Trên đầu mấy con creeper ấy nha, nó đang hét hình đèo. Nhưng mà tao thừa nhiều tên, tao sẽ cho chúng mày. Nhưng mà tao cần một cái để tao bắn Infinity. Mua đi bro, mua đi. Không, tự bản cần một cái mà. Dạ, mua cho các bạn bắt. Ôi, còn có dưới 1.000 mà tao mua tận ba cái hopper, tao chả có mẹ ai trong tài khoản nữa. Dưới 1.000 vậy 50 mà mày mua hopper làm gì? Tao mua hopper để làm farm round. Để ai đó cầm bước đi, please. Zombie, zombie. Gặp các bạn rồi, chết tao rồi. Nó zombie con kia. Chết rồi, không tìm lại được. Ôi, bên dưới nhiều. Bên dưới nhiều fucking evil này. Ôi, no. Bên dưới nhiều base không em? Đừng đi xuống dưới kia nhá. Ôi, Vũ ơi. Nó 930. Nó hiện lại cái gì cho tao kìa. Ôi, sao mày lại chết? Mày chết à? Ta tưởng mày mười bảo mày không thể chết à. Bảo nó đi cùng đi mà mày chỉ có một chạy theo sẽ xong mày. Mày không, ta mua đồ mày. Thế thì cuộc đời này đều còn sự hứng thú. Hứng thú cặc vào trong đây tao không có đánh nữa, lang thang xong còn lạc, sau tiếp phải tìm bộ nữa. Bro, không sao mà chúng ta ổn mà. Còn giấu đai show vụ thế nào bro? Nhưng mà nó hiện tọa độ cho tao mà. Tọa độ mà phải bước lại đây mất 10 phút sau mà phải tìm đúng cái hố để chui xuống. Ê, creeper. Sao mà không nói sớm? Tao biết không, chứ mà sẽ có. Tao mới thấy mà. Ở đây có nhiều gì không ấy, đều. Hay là hy vọng nó sẽ kiếm được một mày cái hạt gì. Mày là cái khiên thịt của cả lũ mà cho mày đi sau. Đúng rồi. Mày thằng viết là không có đi sừng tàu mà. Má không có thuyền. Thì chế thuyền vô. Định nghĩa đi sừng được gọi là Infinity. Tao có fucking night vision mà. Tao không cần đi sừng bơ, tao bắn chết được mọi thứ. Tao có power 4 các thứ mà. Đúng tao không có power 4 mà. Tao có flame power, power 4 mà. Diamond. Phải ngay trước mặt mình kéo thấy. You blind fuck. Tao có Feather Falling, tao cứ thế là tao nhảy xuống rồi. Diamond ở đâu bro? Ta lấy được rồi, ta lấy được. 856. Ủa đừng quậy nãy là khổ hơn. Dạ, giờ Vũ... Nèo cái thuyền đi bro, nèo cái thuyền xong rồi nãy đi thôi. Giờ Vũ tìm lại được cái hang này, nó sẽ là một kỳ công. Không, nhanh thôi mà, căn bản có tọa độ rồi nên không phải sợ. Mày muốn đi tiếp không? Tao có mang xô rồi. Có diamond bên trên kia kìa, thằng nào xây cái safe net hay con cặc gì ở trên bên lava đi. Đâu. Diamond trên cái cột, bên cạnh tao bên trái này. Tao không biết là bao nhiêu nhờ diamond được. Xây straight up ở đây, ở chỗ là đặt block này. Đây, xây straight up không ra. 7. Straight up không ra. Yeah. À, rồi. Đây chả tí tao có cao mang số. Đừng để nó bắn mạnh đưa con mẹ xuống lava ấy. Tao có số. Creeper kìa. Cẩn thận. Creeper đằng sau ấy. Creeper. Hãy xây con Creeper đi. Đâu con bỏ nó đến rồi.
Tao đến nơi chưa à? Tao đến nơi chưa? Tao đánh nhỏ, quay. Yên. Diện này. Yeah, Quipper nổ rồi nhưng mà tao không sao. Ok, nhưng mà... Có đéo ấy à Lâm, có đéo ấy. Wait, I'm fighting, wait. Oh my, too high bro, too high. Chặt nửa cái cột đi. Đây là nó. Có một con zombie con quấy con gái. Yeah. Ta thấy rồi. Yeah, nó right there, yeah, you got it. Phá cả cột xong còn cục nào. Cũng anh nhiều mob á. Cái anti-X-ray nó bóp á. Mẹ cứ thấy kiểu nháy nháy đai mình. Ừ, cứ thấy nháy nháy đai mình. Nếu được kiểu gì, nó là kiểu gì á. Anti-X-ray. Ừ, không hack á. Wow, cứ nháy nháy đai mình á. Nhìn cấu á. Nhìn của ai trước mặt mà không form được. Từ đó mua thêm bộ nhá, thằng nào mà cứu là mấy con. Con kia tự nó đang... À, nó đang bị đâu kìa. Chết kìa con gì bro. Em rồi. Stack, high stack, buy, ok. Mày chỉ tao cách mới chuyển như này, tao quên mất rồi. Có cái sẻng rồi nhá, tao làm cái sẻng rồi đấy. Không có cần sẻng đâu. U mà. Mày đầu đập gỗ. Mày làm ra cái plank, xong rồi biến nó thành chữ U rồi xong cái bàn chết cả rồi đi. Ừ, chắc làm chữ U này. Ở đây chả có mẹ, không còn dập lava, chả có gì ngoài redstone nữa. U có 5 cái rồi đấy. Chả có lên bàn, lấy chứ mọi redstone này chả có gì nữa. Thế kiên dỗ. Thế dỗ, redstone ở cái cột này. U bé nha Vũ, không phải U to đâu, U bé mà. Rồi, sổ tao không có nước rồi. Không được. Ơ, cung diễn nó nóc tác hả mày? Dạ, cung cao quá. Thằng diễn nó bảo tao bấm chéo đầu nó xong rồi nó đưa mẹ tao đi về chỗ cũ rồi mày. Đúng mà. Chó con ngựa, hay gì? À, bây giờ nó lại có plugin. Ngồi nó có plugin cưỡi đầu rồi. Cưỡi đầu gì cơ? Biết cưỡi đầu nhau. Đây là mẹ tao tới show you. Mày đừng bắn tao nha, tao ngồi đầu mày. Hey, let's go. Okay, let's go. Không cái nhỏ tao share cái vision. Ồ, sao cứ nghe chắc là dính đam ấy. Thì mày tập đầu đá gì? Sorry about that. Okay. À, nhưng mà mày nhảy cao quá, tao không bị dính đam. Ừ, con nghe tiếng zombie. Oh no, you're gonna die. You're gonna die. Nó né ảo vậy, what the fuck? Ở Vũ có mất cái gì đâu rồi? Sao lại lấy redstone nữa? Tí con lấy thì tao cho. Vũ hiểu Vũ có mất cái gì quan trọng không? Ủa? Nhớ. Có thể bọn mày donate cho mày lại MV sinh mà. Cả pick của anh đâu? Cả pick đấy đâu? PX gì? À, PX của Vũ đây thì... Trên nhiều mob rồi, Hải come help me. Trên nhiều mob rồi. Bọn mày chỗ nào? Tao đi ngược lại cái chỗ lava nãy thằng Bảnh nó đào trên cột ấy. Đào, à, đào đây, trên cột ấy. Yeah. Trên này nhiều mốt rồi, không hốc kia trước mặt kìa. Trên cái G kìa. Yeah, up there. Creeper bên phải, hai con nó bên phải. Creeper đằng trái rồi, chiều. Thằng nghe tướng nó xì. Ui, nhiều mốt vậy, thề đừng chạy ở đấy nhá. Ở đây có 4 con Creeper ấy. Cho cái vẻ bắn trượt đúng một con Creeper từ nãy giờ ấy nhỉ. Cái giá của việc có Creeper mà mày không à, cái giá của việc có Free Arrow mà không quan tâm là có trúng hay trượt mà. Rồi tao bắn trượt một con phải tầm 3 con à, bên trái dưới còn một con Creeper. Yeah, it's dead. À, còn hai con bên gì à, đừng ra mạnh. Wait. Bên trên nó đang coming down. Oh shit, nó không. Nó đang sau đó. Fuck, nó móc tao kìa. Như kiểu CSGO ấy. Oh shit. Hải, come help. Up here. Đang ở đầu có 4 Creeper. Yeah, just spawn them all. Có nhiều gold, có thằng nào muốn vàng để mà biết con đảo. Có, tao cần làm gold care đấy. Bên trên kia kìa mày. Đâu, chỗ nào. Xong tao clear hết Creeper lên loot rồi. Còn con skeleton này gì không? Creeper bắn sạch rồi. Trên kia có diamond á, hẹn cả. Không, tao bảo con lên kia lấy ít câu cho khu mua. Cái mèo, cái thằng cái chỗ,
Chỗ tao thằng bắn. Thằng bắn đến. Đây đi nhìn đùi quá rồi. Được quần một cái hàng ở sau này thì to ấy rồi. Ai cả xin lỗi tao. Tao quên mất cảm giác bóng tối trông như thế nào rồi. Lên chỗ tao đi các bạn. Dạ không, mình không lại đi chỗ nào ấy. Track tao đi, tao vẫn ở ngang hàng ấy. Track tao đi. Sao quay lại tao tìm mày. Wake. À đây đây, theo theo. Giờ tao thấy mày rồi. Anh Vũ sao rồi? You good? Với bố với mấy quả đi về ăn để hiểu ai phi dần dẫm đường rồi bro. Ừ, phải không? Cũng quên đường rồi, thảo gửi lại cốt đi. Có ra cảnh sát không nhỉ? Thôi ah shit, the fuck is that? Còn people ở bên đấy đều đi scout chưa? Giờ sát đấy hết rồi, nhưng trước mặt có hải quân. Ok. Còn chết. Sao bọn này không đi xuống bên dưới qua hang nữa? Thế á? Tại bọn nó thấy bên trên có hàng, con đi bên trên. Đây cũng có hàng. Thôi đi theo đi nhỉ, để đừng đừng đánh lẻ nha anh Vũ này, hẹo nó đi. Chim đeo vào đâu. Đừng đánh lẻ vô. Ơ lại, lại spawner này, fuck đó, lấy được nhỉ, cấu thật. Tất cả tại PK. Sapphire, Sapphire. Ờ, cái phá của mình. Phá của mình. Ok, em phá rồi. Oh shit. What? Không tính. À, một cái thẻ tên nữa, ok. Cân nó. Bây giờ lấy Sapphire bro. Lấy thẻ tên đi bố, xong vẽ bố quá thẻ tên đi vậy. Không biết trả lên được gì. Cái tên được đặt tên bro. Đặt tên đi bố. Lên sau rồi. Phải có con ngựa về đặt tên nữa rồi. Sao đúng hết rồi. Đặt tên con. Con Pigman ở đấy là Phil. Con Pigman ở trong Whole Life Ian là Phil. Tao nghe tiếng zombie. Phải mấy đâu ấy hả? Sao mày không đặt con Pigman 200 mai? 200 mai tại sao? Hết đu đại em. Một cái mai không biết á. Một cái mai xếp ở đây bro. Lại một mai xếp nữa. Đem, we might found diamond there. Có thể pick trên đây. Pick up clear sạch diamond luôn đấy có. Ờ mày đã phải đúng không mày? Yeah, đã phải. Ồ, cái chỗ này nhiều quá. Tao không biết chỗ to mà ở đâu, tao thấy cái đâu cái đèn mai sát ra không giảm lại. Ôi, tao tìm một cái spawner nhẹ. Bro, nhưng mà mình đang lấy được thì làm gì ra bro? Nhẹ độc là bro. Ừ, tao biết rồi. Nhẹ độc với bro kia xuống. Bro, ăn bơn lên. Ăn bơn lên. Bro, mẹ tao chơi như kiểu game binh lĩ, vỗ như có con xe tấn kia. Bro, tao đéo, tao lạc chúng mày rồi. Chờ tí ta sẽ quay lại ngay mà. Nghe tiếng thằng nào đang dính đam rồi. Khu nào. Nhẹ nhẹ đọc lâu vẫn đi. Đọc đâu. Sau mang fucking cow milk. Đi bạn muốn uống không đủ đâu bro. Gì á. Mang một xô là tính là một stack gì. À fuck tao lẹ. Ủa mẹ đâu vậy. Tên lẹ. No. Đu. Đi em tao bảo mày rồi mà đi cùng nhau đi mà không bao giờ biết nữa. How shit can go wrong đâu. Yep. À tao thấy cái mộ mày rồi, no worries. Sẽ canh bộ cho mày. Track tao đi mày, tao ở E39, track tao đi mày. Ok, tao đang track mày mà, tao vẫn đang track mày. Giờ tao thấy mộ mày rồi, không mất được cái gì đâu, nhưng mà đem vô tao bỏ mày rồi mà. Khi đem vào đâu, họ sẽ không công luôn. Đâu rồi, mày đâu rồi? Không, tao đang đi vòng tay này, tao cắm đuốc thôi. Thấy mộ cùng rồi. Thấy mộ cùng không? Đây. Cái xác của nó. Họ đi cùng. Họ đi cùng. Vẫn còn ấm. Bắt thôi. Vẫn còn ấm. Đi chặt trời rêu. Ờ. Rút thai ma ở. Đừng về cái gì đó. Tao tìm được rồi. Tí phát đi tìm đường về vì rồi. Mày nói gì vậy? Mày nói gì? Ừ, nói tao bảo là tí phát đi mẹ tìm đường vào lối vào. Ừ, không cái code là chính xác ở cái lỗ mà tao đúng là cái lỗ để chụp code mà nên là nó chính xác ở cái lỗ không sợ làm. Đâu cái không ý tao bảo là cái phát đi lối. Ừ nhờ ui tiêm. Cái lối đi ngược lại cái chỗ đấy. Chắc tao chỉ sợ phải luôn. Thầy sợ mày gì đó, thầy sợ mày bị bọn mob đánh chết rồi chứ còn. Chứ còn cái hàng này flat lắm, cứ track mà đi đúng hướng rồi. Cái hàng nó flat.
Ruby gel detector gel, sao mày không lấy cái đống detector gel này về cũng được sao? Vì nó có thể chế mà. Will bridge tại sao? Ok, giờ có spawn spawn ở điện ở đây mạnh bridge that shit. Đâu đâu chỗ nào? Ờ kia kia kìa, điện động, điện động bên trên luôn. Bên trên nó trên trên mặt tao ấy. Oh shit. Yeah. Like. Ừ. Oh, creeper, creeper, creeper bên phải, creeper bên phải bro. Bên trên bên phải, không có, ta hết rồi. Thì cần đặt die bro. Mày đừng có đi vẹo jump scare tao như vậy, tao sợ lắm. Mày có chết. Còn đi theo rút nữa. Ê vậy. Ê, ai đang trap tao và tao đang ở dưới hang kìa. Fuck. You, you, no, you. Ê, chèo thuyền của gì nhỉ? Ôi chết rồi. Di chuyển như bình thường thôi anh Vũ. Yeah, di chuyển bình thường thôi. Rồi, có nhiều mốc ở đây có mạnh đi. Tới gần tao. Tao chưa đi ra khỏi bờ biển. Tao fucking bị mốc nó bắn gần chứ. Yes, chú poor thing. Đâu rồi, mày đâu rồi, phụ thờ. Đâu rồi. Đâu rồi đâu. Không bị tao. Anh ra thôi tao. Đến chỗ spawn là nhẹ đi. Tao ở chỗ spawn là nhẹ nữa. Ừ, mày đi vòng rồi đéo ấy. Tao bay lên trên đón creeper mà nó đi vòng nữa, tao không nãy sao nó đi đâu đâu. Rồi. Đứng lên trên tao bắn lên creeper ở gần mà. Dạ, tao thấy tên này luôn. Get up here mà cắm xong bước đi. Tao không có bước, thằng cu cần bước mà. Yes, everything đều trong xác của cu. Yeah, mọi thứ cu luôn, có thể cu luôn, cu luôn. Thế thì đấy, 45 bước thôi, tao cần bước cặp luôn. Tao đáp rồi. Không để giúp các bạn đâu nữa. Ok. Tao có night vision, tao cần lúc cao. Phải quay trở lại thời quá trộn. Ờ, mày có thể lúc trong mấy chest của tao mà. Không, tao đang đi trên đường nên tao phải phá ruộng ai đó. Cảm giác lâm vào trên season 1 thì mẹ no nothing rồi các thứ. Xong bây giờ tao fucking... Lâm season 2 mẹ OP nhất rồi đấy. Tất cả tại cái tư bản. Đúng rồi, tư bản mà tỏ được là kinh tế chính trị với lại là kinh tế học. Tỏ master kinh tế thị trường. Đúng rồi. Kinh tế thị trường mà. Anh em ngủ đi chưa? Yeah. Cứ đây chưa? Yeah, chứ tôi không có giường ở đây luôn. Thật ra tao có ấy. Mày muốn ngủ không? Tùy bạn, tôi cũng không có giường với bạn. Tao phải đặt giường cho mày ngủ, tao không ngủ. Đem có một cái hố sâu ở đây nhưng mà thôi đứng trong mộ khung tí chưa lại quên mẹ mộ khung ở đâu mất. Có Infinity thì mình chỉ bắn sờ keo đi bạn. Không có Infinity nữa không, ta chỉ có power với lại gì thôi. Đâu sờ keo địa hình còn quá thì cũng bắn tin. Ờ cũng được, để lốt lửa everywhere. Phải có fucking torch mà bro, cắm xong torch. Tao còn nắm cái torch luôn, what the fuck. How? Tao không mang coal, tao có nhiều coal ấy luôn nhưng tao không mang bởi vì tao nghĩ cùng sẽ mang và cùng chết mẹ rồi. Tất cả tại chúng mày. Đéo rồi tao. Tao nhắc đi nhắc lại là mẹ mày. Ôi đông vãi đồn. Đông vơi ra đi, đông vơi, đông vơi. Come in. Chỗ về dưới ác. Lạc mộ ổn theo ấy. Về dưới ác. À đây. Oh shit, oh xin lỗi mọi người. Đều hết that shit. Fuck you. Mày biết gì không? Nãy giờ đâu đang cầm kiếm một nút. Ờ, fallback để đổi kiếm coi. Bây giờ cầm kiếm nút thì chém mấy con này là đéo thấy difference. Fuck you. Tao cầm hai cái này để đéo chết. Enderman. Fuck you bitch. Tao bắn trúng, ok. Chứ chẳng là nhà con điện chẳng nào chết rồi. Đừng hit me. Tao ngồi tao bắn từ nãy rồi chứ. Tao đang là 8562 trong ngoài sân á. Không thấy ở đâu nhỉ. 8562 20. Có cái lỗ, một cái lỗ bé tí thôi. Ừ, tại chúng mày không like vision gì không ở ở chỗ. Ơ mà em lên trên có diamond. Ở đây, Diamond. Ừ, Diamond. Tao đang bắn quá. Hoặc khu này đi mang giữa đêm lại còn chết nữa. Chỗ nào? Đây, follow me. Ở trên kia creeper đều, yeah, it's dead. Ok. Clear chúng mày.
Ôi nó spawn ở đây này. Ông vừa thấy nó spawn ở đây này. Để spawn nữa. Không, nó spawn ngay trên mặt đất ấy. Giờ mày sẽ chạy đâu nhỉ? Có khói hiện ra xong rồi nó spawn nó hèn ra. Nó xuất hiện from nowhere, tao vừa bắn chết một con tại chỗ đấy, xong một con khác xuất hiện ngay chỗ tao bắn con đấy. Ok, hai cục. Tức là đã có 7 cục rồi. Thì sẽ là tầm hai mấy rồi. Nếu mà mày bắn, ê bên trên con creeper, nó cháy, nó chết rồi. Vì em sẽ giật đồng mình. Dạ, nó mạch, ở đấy nó lại spawn kìa, cắm đuốc đi. Cháu có đuốc rồi bro. Không có đuốc bro, ta đã bảo mình tới Ender là tao không có đuốc mà. Dạ, nó spawn ngay chỗ mình vừa đi qua. Dạ, mình quay đi quay lại nó spawn mà. Hỏi how your trip to going? You good? Tao đang gần đến chỗ cửa hàng. Cái trước cửa hàng luôn, cứ nhìn chính xác code là đến đúng chỗ. Sau lưng có creeper nha, quay lại nhớ cẩn thận. Không okay. xa đâu, cháu phải fuck you bro. Ông đi thẳng về em lấy tiền cho anh. Thầy cháy có một nhịp rồi nè, ông đau đầu lắm. Đã tìm cái gì bro? tìm cái xác bro. Ủa. Okay, we clear chỗ này rồi, đi ngược lại rồi, clear rồi. Enderman thì có con giết nó là Ender Pearl. À tùy bạn. Nhưng mà Ender Pearl nó gì trong phim bạn có Ender Pearl. Good point. Cho spawn lại nó đông lắm mày. Be careful. À đầu tai á. Ai có điện thoại vào giờ này trong ngày vậy? Con Enderman nó mát. Nó đâu mất rồi. Ok, chết rồi, ta bắn, tên nó. Tên này phát đi bro. Damn, nothing here. Chúng ta miss shot nhiều quá. À đây có câu thì sẽ đào tí cho khung để bù lại cho việc nó hẹo trong hàng và bị useless. The fuck was that? Yeah, and a pole. Tại nó chết bởi vì của Anderson gì của tao này, spawn của tao này. Nó chết bởi đất gai, tao ngồi tao cầm đất gai, ngồi tự đánh mình đi. Sao tao không nhặt được and a pole, chỉ mày đi giết nó mà nhặt được rồi. Thì như vậy. Hay là lag? Không, cái này là achievement đấy. À, của mày nên tao không nhặt được. Mẹ. Tao đánh mày đau vậy? Tí nữa tao chết bro, tại tao còn đéo thấy nó rồi, tao đánh nó. Không nó đứng, nó dính vào người mày. Yeah. Ờ, sợ chém vào người mày, tao chém mày chắc còn đau nó đánh. Fucking chopness 5. Đau nó đánh. Dồn tao vào góc tường. Yeah, dồn tao vào góc tường, nó sợ chém vào người mày, tao không dám chém. Ê, mình chết. Ui, thì phải bè cục, bè cục. Mày à. People everywhere mà. Đây lý do dùng One Night Vision tao vẫn đang bước ấy. Để còn có đường về. Ê, đằng trước có nhiều creeper em đừng đồn. Đồn mess with those spot. Buy some arrow bro. Lâm đây. Nhâm ơi. Lâm đây bro. Chắc là 8562 không đấy. Chắn mà. Tao có con wizard đằng trước. Tao đứng ngay cửa hang tao chụp mà. Đứng ngay cái lỗ tao chụp mà. Để xem lại cái ảnh nó là 856. Ở độ sâu là 39 và 220 Z 856X ở độ sâu 39 là 39Y với lại 220Z. Ok, tôi chụp ngay cửa hàng luôn, ngay cái lỗ tôi đào lên luôn, chính là đào ai từ nãy giờ. Của tao là độ sâu là 62 thôi. 62 là mày mặt biển, còn cái lỗ ở dưới đáy biển. Ê mạnh creeper trước mặt mày, be careful. Chắc con zombie đằng sau đi bro. Cái này nó tối vậy. Có spawn ở bên trên kìa bro. Phải spawn rồi. Có hộp quà đấy. Có hộp quà đỏ bên trái kìa. Chị ấy có spawn ở. Chút đi. Đó là quán cung đấy. Ok. Sao nó spawn ở thế. Gì à, và chúng ta đéo lấy được. Nếu hôm trước thì chúng ta đã lấy được. Cái này mình clear được mà. Thế rồi á, đi ngược à. Yeah, từ nãy giờ mình đi ngược về. Yeah, we lost Coom Grave rồi. À không rồi, Coom nó...
Không, cool nó sẽ có code. Ê, cool này mà con lưu lại code của mộ mà không á. Ai bộ mày đi âm à? Từ nãy giờ các bạn ở bên kia thế giới gì? Tìm được lỗ rồi đó. Vậy thì phò sinh lấy. Tao có ít đồ tao vứt trong rương của tao, hình có cả cái diamond armor mới mặc tát chết và đi cho nó an toàn rồi. Thật trọng chết rồi. Nhà mẹ bộ ra với bộ vô trong rương của tao có một cái quần ấy, hình như cái gì đó mới mới ấy. Ơ mày tao lạc mày rồi. Đồn trai nhé. Tao thấy đẹp mà. Tao vừa thấy mày sao? RGB zombie đấy. Two shot. Ơ cùng quần trong Discord không? Tao không biết. Để tap ra xong. Từ nãy mày có thể nói mà. Mày có thể nói không? Tại sao mày phải mất công chat? Tao không nhìn được bàn phím mà tao phải ngồi tao nói. Nó tối. Bàn phím này không có nhấp nháy à? Tao tưởng bây giờ mọi bàn phím rồi nhấp nháy. Tao thấy bàn phím nhấp nháy tao ghét RGB của em nè. Nhà bàn phím tao đơn sắc. Nó chỉ sáng để mà nhìn luôn. Nhà chúng nó spawn liên tục thua. Thì mình có cái gì đéo đâu. Mình có cắm bước đéo đâu. Anh bạn nè. Anh bạn nè. Cái này bộ Hunter nó sẽ... Lúc này nhìn con quen này. Bây giờ chỗ lồn là những con luôn. Knock that shit. Bên dưới đồng. Tao ghét cái kiếm này phải để tao cọc kiếm nó xuống smack nó đợi đợi. Tao cần toàn ăn đó. Cọc kiếm nó xuống smack nó đứng mỡ hổn lên. Bắn không bắn con nào nữa. Không biết. Ơ tao không tụt được lỗ ở đâu chết mẹ ăn. Tao bắn chết hết mẹ ở mẹ xuống. Tao không hơi xuống lỗ ở đây dưới là có con. Đơ. Ờ có của bộ kìa, 1400. À tao thấy là được là xuống con lúc nãy của mình này. Ê, tìm bộ khu mi máy, nó gửi code kìa. Tìm lại đứng đây. Nó okay. Không đi nữa đâu. Wait. Mà chạy đâu đúng không? À, ta thấy tao ở cái dạng là spawn là nhẹ lúc nãy. Này đây. Đem cả phép mẹ cái đúng này. Yeah, đang phép đây. Gold kìa. Gold. Tìm bộ khu đi bro. Một không bốn. Một bốn mươi. Ở xa luôn. Ở xa. Đi ngay đây. Oh, what the fuck. Ngay đây vào xuống. Đó chỗ nào nhỉ. Một không bốn này. Đấy tao thấy rồi. Dasta nó đứng ngay chỗ một. Yeah, tao để tao trap mày. Tao quên mẹ mày ở đâu rồi. Thế nhưng có con gì nó hướng chỗ mày. Ôi vũ ơi, mày đừng tìm mẹ mày đừng bỏ. Mày đừng bỏ cái bộ này, em ơi cút mua nãy luôn. Đừng bỏ nhé. Do cái hàng tao chụp ngay cửa hàng, các bạn không tìm nữa nào. Hà cô tắt đi. Có ai quên thì mẹ nay xin dịch mẹ đua. Ờ nhờ, xin lỗi tao. Tao không hiểu đây, tao sẽ chia sẻ cho mày. Đổi thử đây vô. Ngắm vũ khí mẹ. Mày thấy cái thế giới nó khác biệt. Đổi thử cái mũ đi vô, tao đáp vào người mày rồi. Em bạn có vending như mọi thứ này. Không cả cái đồ này nó xịn nè, tao nhét màn đinh vào, tao có hai cái màn đinh nữa thì tao giáp tao đều, tao không nhét màn đinh vào. Sáng. Ôi vũ. Nó sáng quá bro. Ô mày phải thêm đây, đi xung quanh đi ra ngoài nào. Đồ cái thế giới nó khác biệt như trần hang kìa. Wow bro. Wow. Mày thấy không em? Chúng ta chơi sáng tẹo à? Yeah, mà look that shit. Ui, tôi có thể thấy mọi thứ, tôi có thể thấy con lồn xe cái lồn. Crypto kia kìa. Yeah, còn một lúc nữa là Night Vision của tao sẽ hết tác dụng rồi đó, theo mẹ gì nữa, tao sẽ biết thế giới ngoài trông như thế nào. Mày thấy không? Mà cái này OP luôn, tao đập vào nó. Tao bắn crypto phải tầm mẹ ông cách xe 100 block. Ui, sao cái vision của các bạn nó tối xài miếng nhẹ vậy cả? Đi thấy đã là bèo rồi. Còn tao nhìn thấy mày cứ spam vào bóng tối rồi mà cứ trúng rồi. Tao thấy quái spawn ngay trước mặt mình kìa. Ừ đấy, tao thấy thế mà. Okay. Em vô... Mẹ em vừa xuống. Tao đến chỗ mày này. Tao sẽ trả lại quả vũ rồi vậy. Yeah, mẹ thấy point of view của tao nó khác biệt thế nào nhá. Không bao giờ còn có thể mẹ mày.
Mẹ nó vừa xuống được cửa hàng, mẹ zombie nó trực sẵn hai quần đấy, quần mẹ này. Thôi quay cửa hàng giúp cho đi, tí mẹ hỏi lấy kịch nó cũng chả quay được đến đây đâu mày. Để về mày được bỏ đồ thả nha, nếu gì không cho tao cốt nữa. Ê Hải đâu rồi? Nhưng mà Hải, bọn mày không chờ Hải à? Đang chờ đây. Từ nãy giờ. Chết rồi đéo em bro. Ông đâu? Tao ở quần Nike gần nha. Mày. Hải, mày tới chưa? Mày tới chưa? Đi ra quay lại cửa hàng tìm anh Vũ. Mày đâu rồi mày? Tao lạc mày rồi. Đang bị creeper. Đang bị dồn ở góc tường, ok. Thấy mày rồi, không. Oh no, hết night vision rồi, oh no. Hết rồi mày. Creeper, behind you, okay. Này chị, sao mày ở bắn về gần tao thằng ngu này. Còn đầu vision đã đâu. Vừa tao bắn hết nửa ấy cùng ấy. Dẫn tao đi bro. Không biết cái chỗ ra ngoài ở đâu rồi. Cô này không có men tinh thì chúng ta tự mình. Không có men tinh thì cái cung nó sắc mà. Cái cung nó chỉ có flame với lại power 4 nó có gì đâu mà cho men tinh vào phí. Yeah, power 4 với flame cục của người đấy. Ở mũ của tao mẹ có fucking night vision, mẹ thở dưới nước, mẹ protection 3 các thứ trong ý. Có men tinh vào không? Ui đồ, sao nó không có gì cả vậy từ nãy giờ. Dạ yeah, chắc đêm maybe. Not here. Giờ chúng ta lạc trong đây rồi, tao quên mất cái đường ra trông như thế nào rồi. Minecraft chết tiệt rồi. Mẹ có tunnel, có chịu nhà. Cách mạng đòi pick cũng trả lại tunnel ấy. Tối chịu không phải mẹ tunnel được chậm chậm ấy. Cái kia, để xem. Cách mạng đòi pick trả lại tunnel ấy. Fuck, we lost. We lost. Chúng ta lạc sure. Yeah. Chúng ta quay lại cái xét cung này. Tại sao hình như cái cửa hàng nó bị chặn à? Là ta? À tao dùng cái tóc đua dùng... à? Tóc đua tao để ở cửa hàng nhé. Yeah. What? Thằng ngũ này. Không, đít cát nó tràn vào mẹ rồi. Không, để tóc đua ở đâu mà. Sao tràn ừ, mất mẹ tóc đua rồi. Sao lại có cát? À không, ta nhìn nhầm cửa ấy đó. Nhầm ấy vô tao. Ê, bên trên con zombie. Ờ, tao tìm một đường ra ngoài rồi mạnh. Những cửa hàng đợi thôi. Ok. Đấy, đi hop những đoạn này tao không cần phải đào đường lên này. Nó tiện. Đi mà kể cả bên cạnh chắp đo không có cái lối nào lên. Cát lấp mẻ rồi. Thế chắc nào. What is that possible? Vẫn sao đi cóp. Đấy phải đường ra không nhỉ? Hy vọng đây đường ra. Đi trước tao đi vượt tao thấy gì cả tối quá. Yeah, sorry. Tao cứ nghĩ mọi người đều có POV giống tao. Oh shit, tao creeper. Yeah, muốn chơi sáng tạo này đi muốn này. Lắc quá. Tao craft vào cái chết tiệt này mà có phải là tao đi fucking mua hay something we still lost bro. À đây, đường ra đi bro. Đường ra đi mà. Đúng rồi. Tao thấy anh thế. Creeper ahead. Ừ, đi về cái nổ. Shock. Yeah. You didn't see that coming, didn't you? Yeah, Creeper cháy chết rồi. Sờ cao trước tao. Yeah, có ở shit. Ui, mẹ tí cho bắn Creeper bằng Enderbow nhé. Mẹ. Bố mày tên là quá là bị hành nhiều. Nope, tên quá là trước mặt nó. Sao nổ mặt tao ấy. Đi vô. Còn mỗi con skeleton đây thôi. Bắn chết mẹ ấy. Thế đéo là tên xong em nảy nảy lên. Ôi sao nảy lại. Cũng con zombie bằng sắt cũng già đấy. Ui. Đó đấy. Vừa. Skeleton mỹ vui tuần. Bro. Ngũ mày vừa đi vào hay sao mà thằng nó đóng vậy? Đóng cái gì vậy? Đóng sao đi nó hẳn một cái cục. Xong hẳn một cái cục cát đè lên trên. Ôi. Anh Vũ lừa anh lắm. Lần ta đéo tìm thấy từ nãy là lừa hại rồi. Đây đéo phải đường ra bro. Đây đéo phải đường ra. We lost. We officially lost. Mày đứng yên trong cái bộ của tao thôi. Tao tự đi. Mày chắc mày tự đi không vô mẹ bọn tao. Tao có night vision. Tao còn giáp của mày rồi. Ok. That's good. Chỉ sợ mỗi nguy là mỗi quan fucking creeper thôi. Yeah, everywhere. Nên tao phải đang cố tìm đường về với chúng mày.
Yêu thì như tới đâu mua mua xong arrow, tao hết arrow, tao không thể đứng mua được. Tao không có nào được vậy đâu, bro. What the fuck? Mua đi bro. Thì mày thấy bao nhiêu quái đang ở đây không? Không ăn đâu. Tao không thấy, mày thấy không? Đứng gần tao đi bro, đứng gần tao đi. Để tao mua. Giờ nó chết. À, sao đi bọn mày tìm thấy cái hang bên trên đầu chỗ nào nhỉ? Hang bên trên đầu. Ờ. Ý vẹn là gì? Không biết tí vẹn là gì. Thì lúc đi vào hang xong thì... I know. Xong rồi lúc đi vào hang xong có cái đạn gì mà có dung nham, xong mày tìm được cái lối đi hang bên trên. Thì... Dạ, rẽ rẽ về phía lava ở chỗ mày đi vào cửa hang. Cửa hang mày sẽ thấy một cái chỗ lava đấy, mà mày sẽ đi về phía phía lava đấy là đến cái lava còn lại, chứ không phải là đi về mineshaft đâu. Hai lava nào, có hai lava không, chỉ có một lava thôi. Mày xuống cái mày sẽ thấy một cái đống lava đang chảy xuống luôn, ở nhiều creeper vậy luôn vô. Ừ, đâu chưa? Đâu. Mày thế loại thì loại thao ghét tao. Đứng ngay mà tao đứng không phải sợ, dừng lại nó mà thôi ghét tao. Có ở đây có con mặc phù giáp skeleton ấy, careful bro. Cái này skeleton phun giáp dừng lưới à, không để đứng đứng bắn lúc để mua arrow nhé. Ok đấy, quên quên là cái chỗ mày chỉ tao thì nó lại fucking không có đũa. Ờ không có what, không có đũa, chúng ta đi không có đũa. Thì chúng ta chỉ có 5 phút nữa đâu. Mày nghĩ gì? Hải spot. Ờ, tao đáp nước trước mặt mày. À đâu, tao chưa đáp. Đây. Để ông bùi cho xin chào, tao đầy túi rồi. Ờ, shop. À, ở đây, hình như tao tìm được chỗ đấy rồi. Lỗi vì đã dẫn các bạn vào đây. We're not strong. Tao đến nơi các bạn ạ, nhưng mà hai con zombie nước đang đứng ở đây đợi tao. Ờ, yeah, đúng rồi, ta tìm được chỗ lên rồi. Chỗ lên, có tìm mình lại chỗ lên, ờ đi chết đi lại, sao mày quay lại? Ờ, chúng tôi không biết Vũ ở đâu, tìm lại Vũ đi, Vũ mày đang ở cái cửa hang á, hang ra. Ê, có creeper vợ hết. Ê, ê Vũ em mày đang ở đâu ấy, nói quát đi nào, nhắn tin trong chat đấy. Cái tọa độ mộ của mày ấy, ừ. À đâu, Vũ trong hang rồi đúng không, thế phải nhắn code của bản thân ấy, quên. Ê, em mày cho tao cái tí tên đi, cho tao tên đi. Tao đã arrow rồi mà tao đã máy trước mặt, tao bảo tao đã một stat trước mặt đấy. Fuck bro. Sao tao không nhặt được? Đây kéo đáp lại. Fuck. Bro. Một stat. Ok, cửa hàng đi lên chỗ nào. Lên cái gì cơ? Mày vừa báo gì nữa là sớm ơi. Gửi code. Chỗ vào hàng, một cái hàng để dẫn vào cái shaft ấy. Chúng ta có cái shaft thứ hai mình tìm thấy luôn. Tao chưa tìm được cái shaft thứ hai. Bọn tao thì đang lạc trong cái đấy và đéo tìm được đường tới cửa hàng. Yeah. À đây, hình như tao sẽ... Ở kia đường ra. Oh, fuck bro. That's why you bring your back. Tao vừa đi lên xong thì mẹ con creeper nhảy xuống. That's why people get a bed bro. Đây, đừng ra đây mày. Ok. Có khi tao nhờ fucking PK vào mở lấy hộ nhá. Mày, look at this shit. Look at this shit. Khung shit này cửa mình ra là mình đứng ngay cạnh khung luôn. Cái mộ của khung. Em bro, you're so close. Ừ, mày đã quá. Ừ, tao gần vẫn đi mà. Ờ, có anh Vũ gửi code đi. Vũ ơi, mày đâu rồi? Bộ tao là 935, 945. Ông đang ở đâu? Tao đang ở trên mặt nước đây, đang ở chỗ 8562 cũng đây. Wait, tao phải clear mấy con này á. Có hậu quả rồi. Quận vợ mình lần này đã chuẩn bị rất là kỹ càng. Là nó cũng nó tại chúng ta đi lẻ mà. Ờ mạnh mày đâu rồi? Tao đi lên cái đèn chỗ nhiều nước này. That's why we live as a whole, not an individual. Đâu rồi. Mới biết một thằng không thích teamwork này quá. Tao lúc nào đi cùng các bạn mà tao lại đi một mình đâu. Một phần là tại tao có anxiety trong cave và một phần là oh fuck. Mạnh như cần get back there, don't. Tao thấy diamond.
Ê, mini zombie, mini zombie, mini zombie. À, fuck you. Ouch. Cái gì bro? Nhiều thông tin đó bro, xong rồi cứ nói một thứ xong rồi nói một thứ trước. Ở bộ ai này? Dân chơi CSGO quá thế. Nó có một tỷ thứ xung quanh thì tao phải report nhiều để mày nghe được cái nào mày hiểu cái đấy. Tao thấy bộ mày vui. Anh chị à, thấy bộ mày rồi. Ờ, trên kia đài mình nhưng mà trên đó cũng có creeper, tao bắn chết một con rồi. Mày bắn đi bro, bắn cái chỗ gì? Thấy bộ nào? Bộ vũ. Ờ, nãy thấy đài à, trên đấy mà con creeper nhảy xuống kìa. Tao miss. Bro, diamond. Từ clear. Đều phải đứng ra xa tao nhìn lại trong đây tao mình thấy diamond ở đâu cả. Dạ anh à, sao tao đến đây sao mà lúc đi xuống lại đéo thấy cửa đâu nhỉ? Ok. Ôi tóm chết mẹ ông rồi. Ở giữa hai cột nước ở gần mình nhất này. Đi truy ra hai cột nước đi ở đến góc. Để từ từ bắn non creeper kia tao bắn arrow lên đây vô. Phía đấy tao bắn trúng cục đai mình rồi. Nhìn tường nhiều. Chỗ đấy chắc mẹ có khi lên hàng chục cái thuyền ấy. Gì hả? Vậy chúng mày cứ đến rồi chúng mày chết. Kia bộ trên kia. Ok. Up there. Ô, arrow tao sáng. Tao sẽ secure cho mày. Thì bọn không có gì bắn trúng mày. Em mày đi giúp Vũ đi. Em mày. Giúp Vũ. Tao có cave anxiety, tao không đi một mình đâu. Tao đi với mày, chúng ta đi với nhau mà. Đấy, chỉ lấy Daya xong đi. Đâu rồi, tao đứng đúng chỗ ngay. mày không thấy à? Wait, để xem mà. Up there, cao hơn đi nữa. Một block nữa, yeah, it's there. Thấy không? Ok. Bắt được nó rồi. Chỉ một cục rồi. Em. Nhưng mọi khi. Xin lỗi vì dẫn các bạn vào đây. Everything got fucked up so quick. Tôi còn đéo mai mà không chặt được ở đây. Không, nhưng mà cháu có tên đồ không đéo đảo kia đâu. Còn giờ khi nào tao craft được night vision for everyone thì là sẽ phải quay lại đây. Rồi con mini zombie gửi cho mày để đi mình try. Rồi nó surround mày rồi. Surround á. Đừng bắn. Giờ kêu mini zombie tao bắn bọn còn lại cho. Không try vô, giờ mày die đi tao đã kill em dài thì sẽ giết tao hết. Tự xét. Hey, tao có vấn đề với mấy cái hàng ấy. Ở trong hang tao sợ. Từ tao OP đến đâu tao one shot everything nhưng mà Vũ ơi. À. Mày vẫn ngồi bên ngoài hang nhỉ? Tao bị nhầm tọa độ. Sao tao nhìn trên XYZ là 85620 không mà ra lại không có nhỉ? 220 gì? 220 của XYZ cơ mẹ. Ông ơi, chậm chục đi. Thấy không? I'm out, I'm over, kia nè, mà nhìn chỗ kia trên kêu, không mà không thấy, xin lỗi. Ê, hai không có âm không ấy, hai là dương. Ông dương cả. Dương hết luôn. Mình ra âm nhũ mà. Trời ơi. Tại sao? Bro, sao mày làm hai cái âm rồi? Why? Tao không có vì zombie giết, nhưng mà tao có vì đạt đường. Không có sự ngu dốt của bản thân. Bro, mày đâu rồi mày? Không phải bỏ tao rồi. Cái gì tao ngay đây bố. Thấy mày đâu rồi? Xác tao đi. Rồi phía này có con creeper trên đấy. Yeah, ok. Ai đánh tao ấy? Con không ghé con zombie ở đây đấy à? Không, tao để tao mua arrow cái. Ui, xác tao sắp hỏng rồi bố. À, đi vậy em, ok, tao phải dùng cái đèn để sửa nhỉ, cái búa ấy, đưa. Tao không có iron lắm, đừng lo. Ơ, Vũ... Thằng cu đâu rồi, mày chạy lại chứ. Cu, how you doing bro? Đi, tao đang đi. Iron này mày, cu stack iron kìa chặt đi. Sao mày? Tao sắp tới rồi. Tao sắp tới rồi. Tao thấy mày rồi, Vũ. Bên này. Mày mà sắp sắp luôn. Chỗ nào? Tao chẳng mà tóm sắp đi vào đi. Lúc nãy cái bộ của Vũ đối với nhà mình. Ôi mày, có phải mày không? Mày vào hang đúng không? Tao chưa.
Thế là mà tóc sắt chạy trong đây không? À ừ, thấy tao, ừ đúng rồi. Thế mình bảo chưa, what the fuck? Mày bảo có cái hang, tao tưởng là cái xác. Tao sau lưng mày, đợi tí, đứng stand ở cột lava đợi tao đi. Tao sau lưng mày mà. Chúng ta communicate kiểu gì này? Tao xuống đỗ rồi, chắc khui như vậy. Chắc khui đi. Chắc khui, đây đây đây, tao đi scout cho, thấy mày rồi, tao scout cho. Tao có navigation, tao scout cho. Mày xuống cái nỗ rồi à? Mày xuống cái nỗ rồi. Ê vừa cho nỗi cung nó sắp hỏng rồi. À không, mày không có cung, xin lỗi tao, tao bị ngáo. Giờ tao đi scout cho, no worries bro. Mày xuống thẳng hang chứ hả Vũ? Để tao tao đi với mày. Tao đi với mày đi lo. Các bạn đâu hết rồi nhỉ? Mày ở đây đợi Vũ đi, tao bỏ mày rồi. Ok. Ê Vũ, em ở đâu rồi? Ê Hải, nhớ đường ra nhé. Nãy tao với Mạnh bị lạc trong cái mineshaft đầu buổi ấy. Úi ơi, tại sao? Đâu Vũ? Đây, mineshaft. Lúc ấy tao đi dưới đây nè. Dưới đây, quay cửa tao. Tao đừng chết. Vũ ơi. Rồi. Vũ nhỉ? Đúng. Mang cái giường đi, xong rồi đi đến cái chỗ cái lỗ ấy mày. Không có tao sắp dậy. Xem đúng y chưa, xem y ở tầng nào thì còn đi. Giường của mày nhá. Ở đây 39 đúng không? Yeah, mấy cái giường nào. Mấy 40 thôi. Mấy cái giường nào. Đằng sau một con nhá. Uh-huh. Đây. Một đeo thịt cho. Đẹp tao, tao cảm thấy ô, khoác cái cung tao sắp gãy rồi. Dùng cung tao không được. Tao đang ở đi về đảo mushroom ấy chứ đéo nữa. Sao mày chạy đến đảo mushroom còn gì vậy mày? Tao lấy tí đất rồi tí, tao đi lên mặt đất một tí. Đúng sắp sát kìa. Sao mày lắm sắp sát đi khùng. Tao chết 2 lần đi. Ok, let's go. Come back. Ôi, chúng ta về nhà chưa? Yeah, fuck this shit. Thì tao craft được này night vision cho mọi người, chúng ta sẽ vào lại đây. Nhưng mà chúng ta cần lấy lại đồ của thì dụng Vũ nhá. Vũ mất đồ ngon hãy hơn. Tao đéo biết Vũ ở đâu. Ừ, không biết Vũ ở đâu. À đúng rồi, Vũ đã không ghi lại chỗ chết cơ. Vũ ghi rồi, ghi rồi. Vũ em ghi lại chỗ chết chưa? Vũ em. Đây. 935. Ừ, nhớ ghi lại nhá. Để có gì không, nếu mà hôm nay không được thì hôm khác còn phải lấy. Jam gold này, tao vẫn còn tâm trạng để loot. Tao một stack gold tiếp cho mày. Not this way, tao. Ôi, creeper ở phía tao nha, đừng. Ok. Đừng hát tới chỗ tao, ở chỗ tao. Tao sẽ đem vào đất nha các bạn, sẽ kể các bạn nha. Yeah, bro. I'm good. Khun đáp mượn cái bow, tao có night vision, tao sẽ bonk everything. Đây mày. Ok. Mày nhặt mẹ không? Tôi bước đi về điếu nào nhỉ? Dạ, nãy tao Mạnh cũng có same question này. Không phải tác rồi, trông đúng đi một vòng rồi mày. Fuck. Yeah, but the crow is cool. Nhờ cứ chạy vòng vòng một lúc sẽ tìm thấy đường không? Đúng không? Ờ đi. Trên này, khung, khung. Up here. Đúng rồi nhỉ? Đúng rồi. Sao mà nhảy cao vậy? Tao nhảy cao được không? Không bị hóp đào đường lên đi vô. Tao phải clear trên đây. Dày shit bro, nó có dày shit. Ê các bạn tí nữa thì anh bảo cái mùa Vũ ra Vũ lên. Thôi tao không nhớ trái, phải là đường ra mày. Chọn cái quần. Chọn cái quần. Vũ ơi mày đâu rồi? Toàn chơi chơi không? Bên này đường ra đúng rồi, cool. Let's go. Thấy đường ra rồi, come. Tao có dày xịn. Dày tao có thể do everything. Chạy trước lại con creeper nó đợi mày ở đây rồi. Nhìn ra vẫn đâu mà hot shit không công vương. À đúng rồi. Đúng. Ông này còn nước mà. Mọi thứ thành công từ khi mày chết. Không còn tí nước nào nữa. Không phải ông gãy cung để Mạnh không phải nước ông đi khiếp. Ê, let's go, tao đâu, đây. Đâu. Thằng Mạnh của mày đâu rồi? Ông Mạnh lên surface rồi, giờ mình hết job rồi. Ê, tí nữa rồi em còn phải kiếm đồ cho Vũ nữa, đúng không?
Đó, sắp tới fucking tìm cái đây 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 rồi. Nhà thấy mộ vũ còn cái cột nước của mình ở đâu nhỉ? Ờ, có creeper bên xóa trái sau lưng, trái sau lưng, trái sau lưng, sau lưng. Dạ dạ dạ, vâng vâng vâng. Tao vừa nghe nó vừa rơi xuống chỗ tao xong. Dạ, yeah, death one boss đấy. Nó sợ tao trong hang ấy. Nhưng mà giờ tao có fucking night vision rồi, không có gì có thể mẹ mày jump scare tao nữa. Ê, thằng nào có mang lúa không? Không, tao mang thịt. Tao mang thịt, rất nhiều thịt. Biết rồi, nhưng mà chúng ta cần lúa để dẫn cái bọn phúc su này về xong rồi về em lúa. Ta không mang lúa, phải thể trồng rồi mày, đập đập cỏ rồi làm pickaxe rồi à, làm cái hoe rồi trồng. Thôi có lẽ ta sẽ cáp đợt này vào xong rồi chị bạn để ra sau cũng được. Yeah, ta cáp đã đổi rồi mà bro, trước mày bắt tao cáp đây. À, có khi là xin lỗi tao, nên tao có nên chôn túng chúng mày bằng cách fucking bật sound effect creeper không nhỉ? Bẻ có thể làm được rồi. Yeah, let's go. Mày làm nấm điểm gì á? Đâu thì cái cây nấm này tao lắm. Tôi cắt đi mày. Thằng nào xây nhà dưới biển đây? Ờ, hỏi mẹ ở đây đông lắm mẹ. Zombie ơi. Gọi chỉ đi các thứ rồi. Mình phải cắm đốt xung quanh mà. Cái đấy chắc phải là nhà đâu phụ, cái đấy là chắc là với cái công trình tự tạo của gì ấy. Nhà ở bên trên có creeper nhá, đừng hết up. Ở phía mà vừa chạy ra từ là có creeper. Fucking skeleton, ở mini zombie kìa, smack nó đi, tao không bắn chúng đâu, bắn chúng mày. Đừng chết nhá, please. Nó có anxiety in here. Miễn là quả này đố hay là còn cảm thấy ổn, tao có thể bonk everything nhưng mà. Ê, sợ mới. À, sao sao? Tao đến miệng nghe này, nhưng mà mày ra mày support tao ấy. Mày zombie nó đứng nó đợi tao mà. Có người sư tế mà. Ê, các bạn giúp xuống được sư phụ nào. Không, có nghĩa là mẹ có mấy lần drown ở đấy. Không, đấy, bao nhiêu là mấy lần tao vào ít drown, ít drown. Dạ, rồi cũng phải bảo có zombie rồi đấy. À, đứng ngay dưới cửa vào, ở đây đó phải cửa vào khu mà. Đây đúng cửa à. Đi phải cửa vào còn một đoạn nữa. Các bạn mình anh Vũ ở đây. Ngay trên kia đấy thì bây giờ bắn hết creeper, cứ follow tờ. Hướng này hướng ngược rồi. Phải tìm cái mineshaft to đúng cơ. Đây đây đây, tao đi trong đây rồi. Hôm trước tao vào lần tao nhớ đường mà. Đi lên đây, okay. Đây. Follow tờ. Đấy, thấy anh Vũ rồi, thấy anh Vũ rồi. Quay lưng lại, chạy ngược lại anh Vũ. Tỏ ngay sau lưng này. Đúng ok. Mộ là sao khung dẫn đi, khung dẫn đi. Mày thấy mộ anh Vũ chưa? Ở ngay tao chỗ mình vừa lại nói đấy. Tao chưa thấy mộ ổ Vũ rồi nào. Đây đây, không. Đấy, mày đi hốp, nó fucking mẹ mày quýt vậy ông. Ngoài việc nó hơi khó chịu lắm. Các bạn coi về chưa? Các bạn gặp được nhau chưa? Giờ tao đi cho giờ rồi, ở còn mộ anh Vũ ở đâu thì... Mày mạnh mẹ đâu ấy. Tao bạn nó lên sao phải nó thế giới nhiều nấm trát tay mộ tao đứng cạnh mộ anh Vũ 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 à? Không biết tao tưởng mày đứng với nó. Ừ, Vũ ba thì nhắn lại đang rồi đi theo tao xong rồi mày ăn nát đi mỗi việc tao làm hại đấy mỗi việc chạy tao gọi thế rồi. You okay? Ta đây đây. Anh mang lâu lắm rồi. Chả thấy em gì cả. Oh bro, chill. Không mỗi việc chạy theo thôi mà cũng lạc. Qua nào. Chill bro. Chạy theo. Thế là gì? Ta thấy cái thuyền của ai mà. Dạ, có nhiều thuyền không? Ta thấy hai cái thuyền. Nào chúng mày có fucking good gear lại đi phá cái, đi loot cái gì nhỉ? Cái monument đi, tao muốn. Tao trả thù mấy con đầu quỷ kia. Tao có cống rồi. Tao có nón thuyền đây thế thì. What the fuck? Cool, be careful nha bro. Mày anh bị. Ấy, mày đến chỗ đó. Bên trên đầu nó có đảo đảo nấm á. Yeah, thế... Tao đảo thẳng bên trên nó có đảo nấm nha. Thế mà cool vậy được achievement rồi đấy. Damn. Yeah, ngay trên đầu á, ngay trên đầu đảo nấm thôi. Ờ, cool bro, bro. Dead.
Đem giờ bầu hết hot. Power 5 mà. Ơ nhưng mà cái punch 1 là sao tao cũng không hiểu. Tao không biết, tao chưa Google thử, tao thấy punch mấy lần mà tao không lấy. À nó knockback xa hơn như vậy. À cũng là kiểu knockback rồi. Ừ, nó nằm mày knockback xa hơn. Có phải không nhỉ? Về nhà đi à. Đợi đi bro. Nhà chỗ nào ấy? Các bạn là chỗ nào? Tao không biết các bạn chỗ nào. Cửa hàng. Về anh Vũ. Về thôi. Đâu, cửa hàng là chỗ nào các bạn? Nhưng mà Vũ mày tìm được mộ chưa? Đã tìm xong rồi. Thế xong đủ rồi chưa? Nhanh ở bọn zombie RGB bắt đầu spawn lại rồi. Đi nào anh Vũ. Cắm từ nãy rồi nhưng mà vẫn không thể đủ cho bọn zombie được. Đủ cái hàng ấy to lắm. Hôm trước tao vào tao không lút được hết rồi. Ở dưới đây còn thêm một cái hang nữa. Yeah, cẩn thận creeper ấy bro. Để mình check control run real quick. Đi quay lại không mày? Quay lại không? Lên trên đi. Tao thấy tôi phải dưới lòng đất. Lên trên đi, đừng đôi mì creep đi. Asphalto, Asphalto kìa. Em get up. Tao sẽ bắn chết anh Vũ. Ô mẹ, có kim cương ở đồ mẹ. Ờ, đồ. Quay lại mày. Ồ, kiểu vẫn arrow với anh Vũ. Ờ, dưới hang của mày hả? Ờ, dưới hang tao. Ngay mày trên đầu tao luôn này. Đào để xuống. Để tao, để ông bong đồ nhỉ. Tao không biết tên mày. À, đây, thấy. Tiếp kinh chào. Giúp. Anh Vũ xuống, anh Vũ. Đào okay. Xung quanh. Tao tưởng em 1 ở trong hang, tao xuống 1 luôn. Nhưng mà kiểu số lượng nó nhiều ấy. Đặt đi mày, đặt đi mày, tao hết. Không nhìn thế rồi, có thể là 2 hoặc 4. 2. Yeah, good. Này chắc là head up. Bên trên có thể có zombie nhé. You never know. Ui, đâu rồi thế? Một con đã xong lót tổ nó bay đâu rồi. Bro, why? Ta chỉ... bắt hộ đi. Fuck. Ta không nhìn được. Tao có soul này. Tao có soul rồi, đợi ra tí. Tao có soul rồi, nhưng mà tao chưa tìm con nào luôn. Ơ, tao quên mất. À, đây. This way, nhanh, lại chúng nó bắt đầu spawn nhiều rồi. Đừng đánh nó nữa anh Vũ, nó bắn chết mẹ bây giờ. Chạy là chạy đi. Chill. Ơ, đi về anh, cái nhà. Anh Vũ có fucking cầm pickaxe thì đánh mấy con đấy. Mẹ, nó fucking RGB zombie nó cầm pickaxe nó đánh mấy con đấy. Thừa kim cương mà. Tao thấy cái cửa hàng các bạn rồi sao chơi chưa thấy hàng nào đâu. Bởi vì mày có quá nhiều thứ xảy ra bro. Mẹ cô vẫn đang đi cắm nước không xong tiền đây. Tao tìm chỗ ban đầu nhưng mà lối ra mình là lối nào. Đây à, lối đây. Đây. Mày. Đằng sau. Tao không biết, không bên dưới. Lô nó ta thôi. Không phải, không phải. Con Axolotl, à men, đúng cái nhà. Nó chạy mất rồi hay sao? Nó không tìm được lại. Fuck cái gì đi. Để nó tìm lại code 8-5-6-2-10 follow me, follow tao. Đây, this the one. Em bình thường để xin lần 1 nó sống nó rất nhiều chứ. Đây là the one ấy. Đi lên đi. Đây là the one. Bây giờ chúng ta còn nó cả tạo độ riêng cho bọn Asmato nó gì đâu mà. Không phải này. 8-5-6-2-20. Dạ, ra đứng ở cửa hàng các bạn chờ từ nãy giờ. We lost, just wait. Dạ, giờ đang cố gắng từ nãy con Asmato trong này. Nó à, trong biển à, thế thì khó. Đó sao dạ như tất cả. Đây cái này mày. Đi xuống, tao không nhớ ở đây có lava đâu, không phải đâu. Đúng đấy. Cái nó số 2 không có, à. Có đúng rồi. Đây cục to mày đúng cái tháp to này. Anh Vũ lên đi, đừng có chết thế, tao không cứu đâu, tao không mẹ mày fucking tech support nữa. Ôi nó cô vàng tao muốn đào. Tao có một stack vàng cho mày rồi, mẹ đồn phát hiện đi, biết gì. Mẹ. À, không phong. Sẽ đánh dấu trên này, các bạn không có lần đẹp nữa. Rồi, đừng rơi xuống nhá.
Hoặc là để cái bếp ở đấy vậy. À, giờ chúng mày có sợ drone không? Ừ, dừng nghỉ, qua bếp đấy, dừng nghỉ ở đây, dừng drone. Ủa, tao ở cửa hàng mà, ui, vậy nhiều thuyền đấy. Yeah, là nhiều thuyền và mất nhiều thuyền. Gọi là fucking gì cho tam giác Bermuda. Ừ, có quá nhiều người chết rồi, mất tích. Đấy, ta đánh dấu ở đây. Ta đánh dấu ở đây. Đó, cái đao không đi. Các bạn không muốn đâu. Các bạn không muốn đi bong mấy con nào mày có điền không? Đi về thôi, đi không về. Tao muốn bong mà. Tao đang có mũ của thằng Lâm muốn chết thì. Thôi đi về đi. Chúng ta có cái mũ nó khá là cheap mà. Chúng ta kiếm được 8 viên nêu cương là quá đủ rồi. À mày kiếm cúp của mày là gì mà? Yeah, cúp của mày là trong inventory mày còn chỗ ra đáp lại cùng. Ờ đây, tao đó. Đây, đem. Tao tao đem lại máy mũ, em mua mũ. Rồi có lẽ hôm nay Vũ đã không giàu nhưng mà chúng ta vẫn cho anh ấy đi thông quen được. Anh Vũ lại thấy sự sợ hãi của Cave chứ. Bắt tay mình lên, bỏ tay mình lên thôi mẹ không biết. Đi hai thuyền không? Ai cũng có sợ hãi. Ai cũng có sợ hãi. Chúng mày đọc ý. Bây giờ thằng Boku PK nó còn cho lại gì? Cho lại thần ổn. Thằng này Boku PK. Tôi không muốn Boku PK đâu. Ừ, để tao chắc lại hôm ạ. Ok, good. Adios. Các bạn chào thuyền về nhé. Adios. Đi nào, đi nào. Chết, tao bấm nhầm. Mẹ cái cung. Đi nào, bro. Cái này doesn't work on ocean. Nó đợi tao, nó đợi cái cục nó chạm lên xuống đáy biển thì tao mới teleport được. Fuck, tí là ngồi trên thuyền tao sẽ biến mất đấy. Yo, đi nào. Mày biết tôi về nhà không ấy hả Vũ? Không. Okay. Đang ngồi trên thuyền tí là sẽ biến mất đấy. Understandable. Ờ, tao nhớ bắn thì không còn no way back cả. Kiểu nó không có cách nào cancel cái dịch chuyển của Ender Pearl. Một khi mãi bay rồi, yeah, I'm gone. Chỗ này, nhà, ê, mày có nhớ tại đội nhà không? Hello. Anh Vũ chạy khỏi chuyện để online không? Chạy khỏi chuyện để online không? Tao có compass. Let's go. Nhà chỗ nào ấy, các bạn còn nhớ không? Có compass. Cứ chạy thẳng thôi, hướng chúng mày đang đi là đúng rồi. Chết phải một tí. Chết phải tí, ok. Cứ đúng hướng này là đúng rồi. Yeah, too much fine, bro. Ok, tao sẽ lấy trái. Ai vào. Ai tướng vào. Yeah, tướng vào đấy. Tao lên con mẹ nó 29 level trong một buổi tối hôm nay rồi. tao bon quá nhiều thứ. Thằng cung bịch mẹt. Tao có Aquamarine gì xem trong một chỗ đẹp mắt rồi. Yeah. Tao bắn gãy mẹ con lát này. Nhạc ứng Discord này rồi đó. Bây giờ rồi. Ai được bệnh đâu. Hai người lên tối rồi fucking nát. Không biết. Ai cứ rất tình ích với cả cái form trong tối nay. Nhưng mà không thích tạo vào hàng để bong everything inside. Kinh, các bạn không có night vision để mà mày muốn bong phát, mày muốn bom không? Bom gì quá. Cái chứng minh. Blue Archive. Không. À tùy bạn, anh cho vào. What? Cho đi. Ok. Tao muốn dùng cái fucking bow của tao mà trên mặt nước nó useless. À trên đất nền. Yeah, we land. Bốc, tao sẽ bỏ cho mày từ đây. Tại sao các bạn nóng thành tiểu ấy nhỉ? Tiểu mẹo ba tao thành tiểu. Nếu mà nóng đây. Ow. Tất đá rồi, định lạc mà tao không nhớ bài nào. Giang cho tao biết là không nhớ thêm. Thêm fuck rồi. Đó, tao bọn mày về mẹ tao.
không có mỗi tao đi. Anh giờ thôi nhé. Tao ăn được nhẹ. Chắc hơn người thôi. Tôi phải chú sắp ở bên đấy. Giữa là cá ma đồng. Cá ma đồng là nó sẽ tính nhật. Thôi thật là người giết cái cơ thể văn hóa. Ừ. Gì mà người nó cầm gì. Ai thế giờ nào. Mà muốn làm một đội quân ong để đánh boss. Sắp ôm nhưng mày có ôm luôn mày. Em không phải chụp lại hay thế rồi. Bật mày bất khóc. Chuyện tình cho Minecraft mà nó lắp xếp. Tao không bài nhé. Nhưng dưới lấy con trong cọc con hay xin thấy những gì trước á. Tại sao phải đi lắp xếp. Ai như thế nhà ai nhà cái trái này. Mà như thế rồi nãy cả nói mày sẽ lấy rồi. Tao kinh quý mà. Ừ, tao bắt tao phong, phong tuyết đấy, chứ mày nó đi để tìm xong nó phát. Ủa, chứ mày... Ôi, mày dài chứ. Em chưa ở nhà rồi, đó. Cái nhà mà ở ngay sát bờ biển á. Không giờ có cái này đây. Phải cái nhà cây chứ này đang đâu? Còn ta từ nhà cây đi ra nghe cây này. À đúng như đây là cái mẹ rồi. À, West là hướng tây. À, sorry, I dumb. West. Nhà thằng đó chắc, chắc Somo đi bắn chết mẹ Somo. Ok. Go. Found chưa? Nhà mình hướng tây. Cái này nhà mình hướng đây rồi. Should I know? Ta cứ dùng combat sort track thôi chứ ta có quan tâm nó hướng nào đâu. Nhà mình là âm hay dương vậy? Âm nhà mình là âm. Ừ, là âm. Hai. 300 vi tầm 200. Ờ, âm 200. Ok, tại thế một nhà thì nào đó. Bro, chúng mày đi nhanh chứ. Rồi Phú Lương mày đứng yên đấy làm gì? Bro. Nhưng sắp đến spawn rồi sao? Chào mẹ, chỉ nhớ dịch chuyển chúng ta sắp đến spawn rồi. Ồ, oh, ta thấy đường về spawn này. Yeah, gần mà. Khá là gần. Hoặc đây là... Các bạn không về nhà hả? Ta đang về mà. Ta đang về mà, chúng tôi đang về. And the pool của ta đang bay về, gần về nhà mà. Ta đang ở nhà ai đúng á. Có khi, trước khi tao đéo phải ở spawn đâu. Fuck. Can you dumb fuck? Hình như đây nhà gia ca à? Nhà gia ca gần spawn đúng không? Gia ca có nhà không, gia ca sống mà em mà. Chắc mày mày, you dumb fuck. Không cục tin này thế nào. You dumb fuck. Đó là đúng nhầm nè. Hôm nào that way mày, ở chỗ bụi mía ấy. Bụi mía á? Đi về phía bụi mía ở ngoài kia kìa. Ê mày nhìn về hướng tây đi. Có nghe vẻ địa hình nó cục phải. Ừ, địa hình trông lạ ấy. Tiền này có cục núi ở ngoài mày. Mày nhìn nó phá ấy. Thì nó không nhớ phải khá đâu, cái này tự nhiên hết luôn. Yeah, tự nhiên là fucking anti-gravity à. Nhìn như kiểu fantasy các thứ, nhìn thấy ác. Cái gì fantasy? Không có cục núi bay bay, nhờ. Chỗ này gần cái form của tao, mình muốn xem không? Cần đó là gần form của tao, xin lỗi mình nhầm. Mạnh nó có thể hát home nữa mà, nó cặc gì ở đây vậy? Tao không biết, cũng home ở chỗ này chúng tôi. Đi vào phía bụi tre kìa, đến nhà peak rồi. What the fuck? Tự bỗng nhiên tạo lên thành 5.000 bao giờ nhỉ? Mày... chắc mày giết nhiều thứ trong đấy. Mày bỏ quá nhiều thứ trong hàng nha. Dạ, vô tâm nhanh không mày. Ờ, ok. Tâm lấy nữa. Tâm lấy nhà mình nữa. Yeah. Tâm lấy con chuột này. Con zombie ở nó bần bần xuống chết. Không vậy. Ờ, đéo phải đâm này nhà mình. Bro. À đúng rồi, để chỗ này nguy hiểm hơn đầm này nhá. Bro, mày chưa về đến nhà. Em đi theo thằng Mậy, xong nó lạc, tao lạc theo. Đúng rồi, mày bấm mẹ về spawn luôn hả nhanh. Nhưng mà thằng ta đi theo thằng Mậy. Vấn đề là mày đi theo tao, ớt thì kẹo hả? Ủa? Đã đi theo thằng Mậy. Về mẹ nhà rồi. Về spawn hả? Về spawn hả? Khi đâm nữa thì đi đường về nhà. Tao đi theo nó để bảo nó không chết, tao không muốn cứu nó nữa. Ok, ok, anh... Bro... Anh chỗ này có tóc thật này. Bro, mày đâu rồi?
tận mày sát tao đi bro, tao 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 hướng về spawn này. Thế tao kiểu mày vẫn đang đứng dưới tao mà mày đâu cần đá đỏ nữa. À, tao cây cây thông ok, bán tao sẽ tích để bán. Ok, tao thấy được về rồi bạn. Em tao thấy cái cổ, cái portal của thằng nào ấy. Ấy vô, yeah, tao thấy được về. Tao đang trên đỉnh núi sẽ là một euro với em nhà này. Nằm đây, đây mới là nằm đây nhà mình, đúng không vậy? À, thằng chó nó bắn một euro đi trước tao. Sợ thật. Euro từ nhà khóc về em nhà. Trời ơi. Thế mà, tiếng tao đập vào bầu này, rõ thành nguyện tao phát xuất ra nơi loài vụ. Tao bật nhạc đi. Sao? Home sweet home. Ờ, đại kim cương hay vậy? Dạ, đại kim cương nào. Cái tích cướp kim cương cho ra. Mà hả muốn try xong là... Mày cho ra. Hả? Hả muốn try xong em đợi bầu. Ê, để. Mày cho nó bé được rồi. Ủa? À, phải quá. Mày cho được bé. Mà muốn try xong em đợi bầu không? Gì cơ? Muốn thử với em đợi bầu không? Ôi, cảm giác là phát xuống mà là ngoài. Vũ em vừa rồi chưa? Thấy chưa Vũ? Ôi, trên nhà đây rồi mày mùa mày, fuck you. Nó nữ sẽ cùng một mặt thôi. À, con Vũ phá đi cưng. Dạ, xưa để lấy cầm này đập mày vui. Áo hồi nhầm, tao còn cầm quần mày nữa. Cầm này đập cái đống nó vừa rải ra kìa. À, đúng rồi, Vũ có một khỏe thì à. Quần mẹ rồi. Dạ, mẹ ăn quần tao. Tao vi mũi. Cái thuốc của tao được. Tao sao nhớ tao đếm nhận được. Nhớ dùng mấy nước thuốc của tao nha, đừng dùng của mày. Sao nhớ chứ. Bắn chết mày vì việc quá. Mình chưa rồi. Giờ vũ, biết. Tại vì tụi này nó không đi đâu đó mà cứ ăn tập là nhà. Cái gì chúng ta xích nó lại mà. Ê, không ai xích à? What? Mà xích được. Mà vẫn đứng yên. Mà cứ đúng rồi, hôm trước tao thấy một con nó đang một con thằng người sướng quế con ngựa một con nó đi xe yeah mẹ trộm cái hôm mà tao mạnh đập kiếm đi. Cái đúng ngựa sương này cơ cái cúp đập bro à tiền thể đập á ở đây tiền thể rồi giờ lại không phải cái ngay cúp 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 còn lâm mà lâm nó cho mấy cúp à. Anh ấy khó anh rồi anh em đúng cúp lấy chưa ơi này không phải nó dùng cái smelt bất đắc bất đắc nó nhìn câu là dùng cái của tao tao đáp cho nó rồi ủa mẹ đây đây nó nói rồi cái gì đó lên cúp của tao không có smelt vừa để ta đọc cho tiếp về fuck à chúng ta em cúp mẹ cầm một cái này ông mới có bảy cúp bảy thì mình kiếm được 17 cúp hôm nay. Mày mình cay luôn. Được cay luôn. Nó không muốn nghe được người trong Discord em rồi. Như tao đã nói mà. Có nữa rồi. Gọi từ đầu đi với nhau. Tao làm bằng cái cúp của mày. Đào bằng cái gì áo gì. Ơ kìa. Ông dì à hẳn là thế. Nằm bằng cúp của tao bảy con lửa bay ra. Dì à mày quay xuống. Cúp của nó có quẻ nói nó không phải gì đâu. Trả lại cuối rồi. Ê, tao tên. Yeah. Đây bro. Tao tao cầm. Ừ, nó kia nữa. Mẹ pay some fucking attention, bitch. Mệt mệt. Là quên nó chết tầm bao nhiêu phép rồi. Bây giờ lại chờ 21. Hôm nay mình được 11 thôi. À, tao chết bao nhiêu rồi? Tao chết bao nhiêu? Này hỏi. Hỏi. Cái gì? Thì phải tao chết kéo nó. Hey bro, thằng nào đi muốn chia này, tao chẳng kéo cần số diamond này đâu, tao phụ diamond này. Ừ, nhưng mà cái... Nhưng mà bọn mày vẫn đấy. Tao thằng nhà nhất. Ê, không tính vũ người tao. Bọn cái cúc thằng đâm bóng đưa tao, thì tao đào ấy, làm sao nữa? Not that sure. Có người đào bằng cái cúp của mày mà. Không, tao đào bằng cái cúp của thằng Ngâm. Cái cúp của tao không tạo ra cái hiệu ứng đấy. Nó không thể tạo ra hiệu ứng ấy được. Nhìn là biết.
mày mày đèo hai cái cục đầu tiên là cúp của mày, còn cái nước sau rồi mới đèo cúp lớn. Còn mấy người nhậu đứng đấy, còn nhìn cái đó biết. Từ game bốn. Thế à? Bây giờ chia nhá, vì tao 17 này thì tìm tao không đéo cần thuốc hay vừa này đâu. Thế đi 5 cục. Ok, đã cho 5 cục. Ông lấy 5 cục rồi, nhưng mà chia nhau chừng đấy thì. Ok, thì 17 chưa bé. Ta cho phỏ lên. Ê thôi, tao cho thì mỗi đứa một nửa nhà tạo đéo cần thuốc này đâu. Cứ đứa sống. Chèm sát đâu. Đến chỉnh cái nhá. Ok. Ê sao tao không nhận nhớ tao không có. Ui, đừng nát tự nhiên để chúng nó bắt ra tao không nhặt được rồi em. Không nhặt được à? Ừ, kiểu vẫn nằm dưới đất nhưng mà không thể, tao không thể nhặt được. Bị lát. Tao nghĩ là lát. Đấy bro, đấy. Ui. Biết lần thôi. Bây giờ ném gì được? Sửa cái ném hết rồi. À ở đây, 64 vàng. À đúng rồi, tao có 19 vàng chưa đập. Ê, đâm ấy, đúng vàng. Ờ, cung ở đâu rồi? Thế nhỉ? Tự đúng. Mà ở đâu ấy mày? Đâu ấy, đấy, nhẹ. Đâu kìa. Đẹp. Ừ, ở bầy là tao rồi. Đẹp rồi, tao với thằng nát rồi. Tao không lấy được, thì mình sợ của ông. Đẹp luôn. Bé cái thằng này. Ơ chứ cái cúp mà thằng Lâm nó đưa ra thì đào khác gì với cúp mình thường. Nó xịn hơn. Nó rất nhiều hơn. Nó ra nhiều hơn. Tại vì con 4 này, lại đưa cụ ôi, con ngựa. Đây, 44 không phải em ảnh. Số 4 cộng. Cho cô ý, tao có cần vàng đúng không? Thì mày không định làm Golden Apple hay là gì à? Không bro, ăn thịt for life mà. Đó, mày à rồi. Tao đã recording chắc tầm người từ 2 phút rồi. Wow, mày retort quá cái cuộc nữa. Yeah, chết. Mày tao record quả mô cái quả mô của mày. Đêm, mẹ. Không sao mà, mẹ. Mày cứ nó vui mà. It's fine. Tao sẽ cố crack thêm mấy cái night vision nữa để các bạn có thể nhìn cái vòng POV của tao thấy càng nó dễ nào. Ừ nhá, ngủ nhá, đi với 2 rưỡi. 2 rưỡi. Tao giết nước đóng bò, tao ngủ.